Rồi, bắt đầu được rồi đó em. Mời em. Vâng, thì cái bài này là một cái bài báo người ta mới đăng, thực ra là đăng từ tháng 2 nhưng mà tận cách đây 2 tháng em mới tìm ra nó. Thì đây là một cái nghiên cứu về sử dụng cái single cell transcriptomic để và người ta sử dụng nghiên cứu trên những cái u lympho T của da, và người ta phát hiện ra một cái mối liên quan giữa những cái tế bào T ác tính và cái vi môi trường, chủ yếu là các tế bào miễn dịch của cái u này. Đây là một trong những cái kiến thức, một trong những cái kết quả rất là mới, mặc dù là nó chỉ đăng những hơi quá đáng, đăng trên cái Nature Communication, tức là IF Factor nó không phải là cao so với những cái tạp chí khác của Nature, nhưng mà em nghĩ là một phần là do cái kết quả của nó, là do cái số lượng cây cây nghiên cứu của nó hơi ít thôi, nhưng mà em thấy đây là một cái kết quả rất là đáng chú ý, cho nên là em chọn cái bài này để làm cái báo cáo, bởi vì nó cũng có liên quan đến cái nghiên cứu hiện tại của em. Thì đầu tiên là một số cái đặc điểm chính của cái nghiên cứu này ấy, thì người ta tiến hành cái sử dụng cái single cell RNA và dùng cái whole exome sequencing cho 19 cái mẫu tổn thương ở da từ 15 bệnh nhân có cái cutaneous T-cell lymphoma, tức là có cái u lympho T ở da. Thì qua đó là người ta phát hiện ra là có cái sự khác nhau, tức là cái sự diversity, tức là cái sự khác nhau, cái sự không đồng nhất trong nội tại mỗi một cái tổn thương u, hoặc là giữa những cái tổn thương u của những cái bệnh nhân mà có T-cell lymphoma này. Và từ đó người ta đặt ra một cái model về cái sự phát triển của u, tiến hóa của u theo thời gian, là nó sẽ trải qua nhiều bước. Cái thứ ba là người ta cũng đưa ra được những cái phân phân tích về cái nguồn gốc của tế bào u, là đều là tế bào T nhưng mà nó là thuộc tích gì, và ngoài ra người ta cũng tìm ra được một cái mối liên quan là giữa với một cái tế bào T mà nguồn gốc như từ tế bào này thì nó liên quan gì đến cái thành phần vi môi trường của nó đó. Thì đây là một số cái kết quả mà rất là đáng chú ý của cái nghiên cứu này. Thì em cũng chỉ lọc ra những cái mà em quan tâm thôi, chứ còn thực ra họ đưa ra được khá nhiều những cái kết quả nhỏ nhỏ nữa, nhưng mà em chỉ chọn ra những cái mà em thấy là thú vị thôi. Còn thực ra mọi người, nếu mọi người có thời gian, mọi người có thể tự đọc thêm cái bài đấy, mọi người sẽ phát hiện ra là nó có khá nhiều những cái kết quả khác nữa. Thì để chuẩn bị cho cái bài này thì em có làm một số cái slide về cái background. Đầu tiên là về cái sự phát triển và biến hóa của tế bào T, cái thứ hai là cái kỹ thuật single cell RNA, và cái thứ ba là cái một số đặc điểm của cái u lympho T ở da. Thì đầu tiên là về cái đặc điểm của tế bào T ấy, thì tế bào T thì cho thấy thời điểm hiện tại ấy, về mặt marker, bề mặt miễn dịch thì nó chia làm hai cái nhóm lớn, là cái tế bào T mà nó có cái marker bề mặt là CD4 dương tính, và cái thứ hai là cái tế bào T nó có cái marker bề mặt là CD8 dương tính. Thì về cái đối với cái tế bào T thì nó được sinh ra từ tủy xương, sau đó thì nó sẽ chuyển đến tuyến ức, và sau một cái quá trình chọn lọc phức tạp vào trong tuyến ức, thì cái tế bào T này nó là một cái tế bào T ngây thơ, và nó sẽ di chuyển đến những cái cơ quan lympho thứ phát như là hạch hay lách. Thì tại đây thì cái tế bào T ngây thơ này nó sẽ tiếp xúc với cái kháng nguyên được trình diện bởi những cái tế bào dendritic cell. Thì sau đó, sau khi được tiếp xúc với kháng nguyên thì nó được hoạt hóa hoàn toàn, và nó sẽ phát triển chuyển thành một cái tế bào mà người ta gọi là cái tế bào T effector, tức là gọi là T hiệu quả hay là T hiệu lực ấy. Thì cái T effector này này, cái tế bào T hiệu lực này, sau những cái nói chung là trải qua một cái quá trình rất là phức tạp, cái này thực ra nếu mà viết là nó thành hẳn một cái bài rất là dài luôn. Thì tóm lại mọi người chỉ cần nắm được là khi mà nó được hoạt hóa thành một cái tế bào T hiệu quả rồi ấy, T hiệu lực rồi ấy, thì hoặc là cái tế bào T này nó sẽ có một cái xu hướng là nó sẽ quay trở lại dòng tuần hoàn, thì cái tế bào T này người ta gọi là cái tế bào T trí nhớ hướng tâm. Thế còn một số cái tế bào quần thể còn lại nó sẽ đi vào trong cái mô xung quanh, như là ví dụ như da, như gan, như thận vân vân, thì nó sẽ chuyển thành cái tế bào T hiệu quả, T hiệu lực, sau đó là nó chuyển thêm một vài cái bước nữa là nó chuyển thành cái T resident, tức là thành một cái tế bào T trí nhớ mà cư trú tại cái mô mô ngoại vi đó. Thì đây là một cái hình thái của cái T mà regular, tức là cái tế bào T này nó làm chức năng điều hòa. Thế còn ngoài ra còn một cái chức năng T khác nữa là cái tế bào T hỗ trợ để nó đi, có hai cái đường như này. Thực ra là cơ chế thì nó hơi khác nhau một tí, nhưng mà cái cuối cùng của nó, chúng nó đều phải đi qua một con đường. Cho nên là em chỉ nói vắn tắt là cái TCD4 ấy, đầu tiên là naive, tức là ngây thơ, chưa tiếp xúc kháng nguyên, sau đó sau khi được tiếp xúc kháng nguyên thì nó được hoạt hóa nó trở thành cái tế bào T hiệu quả, T hiệu lực. Thì T hiệu lực nó có hai xu hướng, một xu hướng nó quay trở lại dòng tuần hoàn thì nó sẽ được gọi là T hướng tâm, T central memory, và cái thứ hai là một cái dòng khác mà nó đi, là cuối cùng nó sẽ trở thành một cái T, người ta gọi là tế bào T cư trú tại mô. Thì đấy là cái của TCD4.
Thì tương tự đối với TCG8 nó cũng vậy, nó cũng từ được sinh ra từ tủy xương, xong cũng trải qua quá trình chọn lọc ở tuyến ức, sau đó nó trở thành, sau khi chọn lọc từ tuyến ức thì nó thành một cái tế bào T mà nãy ít, là T ngây thơ. Thì sau đó được nó cũng tiếp xúc kháng nguyên rồi nó trở thành một cái tế bào mà trí nhớ, thì cũng tách thành hai nhánh, một nhánh là tế bào T trí nhớ mà gọi là T hiệu lực. Thì cái T hiệu lực này sau một thời gian là nó sẽ tiến triển thành nó đi thành hai nhánh, một nhánh là nó cũng quay trở lại dòng tuần hoàn, người ta gọi là T hướng tâm, và một nhánh là nó cuối cùng là nó sẽ trở thành cái thằng T cư trú tại mô. Thì cái TCD8 nó cũng theo con đường cư, tuy nhiên là nó có một cái sắp thai, tức là đối với riêng với cái thằng TCD8 này, nếu mà cái kháng nguyên ấy mà nó kích thích liên tục, tức là cơ thể phải chịu đựng cái kháng nguyên, tiếp nhận kháng nguyên liên tục, thì cái tế bào T độc này nó sẽ trải qua một cái quá trình người ta gọi là bị suy kiệt, cho nên là nó sẽ trải qua một cái dòng suy kiệt và cuối cùng nó kết tận ở một cái loại tích tế bào T, người ta gọi là exhausted T cells TCD8. Thì chỉ riêng có thằng TCD8 là nó có cái exhausted này thôi. Thì đấy là về cái xu hướng phát triển và biến hóa chung của cái hai hai cái tip tế bào T chính, đó là TCD8 và TCD4. Thì như vậy thì Ồ, em tóm tắt. em quay lại cái này. Hồi đó chị cứ tư tưởng là giống như là cái effector nó làm một việc một thời gian rồi bắt đầu nó mới biến thành cái exotic. Chứ mà không phải ha, có nghĩa là cái memory recursive nó đã biến thành cái progenitor exhaustion nữa hả em? Lạ quá. Đây là cái tổng kết mới nhất đấy thầy, của Natural Review đấy. Tức Ừ. là cái kiến thức về miễn dịch trong khoảng 10 năm gần đây là nó thay đổi chóng mặt luôn thầy. Hôm trước nó thế này, hôm sau nó đã như thế khác rồi, nhức hết cả đầu luôn. Mà em thời gian gần đây em bắt đầu đọc nhiều về miễn dịch là em bị gọi là tẩu hỏa nhập ma luôn ấy. Bởi vì nó đến gần đây là em mới định hình mấy cái này là nó còn đỡ đỡ ấy. Chứ còn mấy bữa trước em còn bị hoa mắt chóng mặt nữa cơ. Cái này chắc là hôm nào em sẽ làm hẳn một bài, em sẽ tổng kết hẳn một bài về cái quá trình phát triển và biến hóa của tế bào T, thì lúc đấy là mình sẽ có thể rõ ràng hơn về cái này, nhưng mà tóm lại là cái hướng chung của nó thì là như vậy ạ. Quá. Có nghĩa tôi tưởng là nó phải làm việc effect tịch một thời gian rồi đúng không? Thì bắt Đúng đầu rồi, nó mất vâng. chương vậy Nó mà. có nói thế, phần lớn những cái tế bào nó đều nói như vậy, tức là cái tế bào T effector này này, nó sẽ có thể là nó cái là nó có hai hướng, một hướng là ngay từ đầu, ngay từ trễ đầu là nó đã đi vào cái exotic này rồi, còn cái thứ hai là hoạt động mệt quá thì exotic đấy, thì nó bây giờ nó có hai cái xu hướng. Mà thực ra đây chỉ là mô hình thôi, cái model thôi ạ, chứ còn người ta cũng chưa có cái confirm 100% đâu. Nó có mấy cái model về cái tế bào T phát triển cơ, tức là hoặc là model linear, tức là tuyến tính ấy, còn một cái model nữa là model circle nữa cơ, tức là có nó hẳn một cái bài như thế. Hôm nào em sẽ làm cái đấy. Tức cái này đại ý là một cái con đường nó có thể là như vậy, những cái giả thuyết có thể xảy ra như thế này, chứ người ta cũng chưa confirm 100% đâu thầy. Rồi, Dạ. cảm ơn em. Thì tóm lại là đối với cái quá trình phát triển của tế bào T thì mình có thể là khẳng định được là những cái thành phần theo theo thời gian là chúng ta có cái naive này, sau đó là effector này, sau đó là có hướng tâm này, sau đó là có cư trú tại mô, và riêng cái CD8 thì nó có thêm một cái tip gọi là exhaustion, tức là tế bào T suy kiệt, CD8 suy kiệt. Thì đấy là những thứ mà ta cần nhớ về cái quá trình phát triển và biến hóa của tế bào T. Tiếp theo về là cái single cell RNA sequencing, thì cái này thì chắc là mọi người cũng rõ hết cả rồi, nhưng mà có một số bạn mới thì em cũng cứ nói sơ lại. Tức là nếu mà về một cái, nếu mà mình dùng cái giải trình tự nhiên RNA của cả một cái khối mô, thì rõ ràng là trong một cái khối mô thì nó có rất nhiều các thành phần tế bào khác nhau, tất nhiên nó luôn luôn có một cái quần thể nào đó trội hơn, nhưng mà thông thường về đặc tính của cái mô là nó luôn heterogeneous, tức là nó sẽ luôn có rất nhiều các thành phần tế bào khác nhau. Thì khi mà mình dùng cái RNA sequencing của cả cái khối mô này thì chúng ta sẽ có được một cái giá trị trung bình của tất cả những cái thông số mình thu được là của cả cái trung bình của cả cái mô đó. Thì như vậy thì đôi khi là chúng ta sẽ không thể phát hiện được là giữa cái gen này, chúng ta chỉ biết là cái gen này nó có các biểu hiện gì đó, nhưng mà nó chúng ta không phân biệt được là cái gen này nó bất thường ở cái tế bào nào, nhiều hơn tế bào nào, hoặc là chỉ tế bào nào mới có cái gen biểu hiện bất thường này thôi. Thế nhưng mà cái single cell sequencing thì nó giúp chúng ta là giải trình tự của từng cái tế bào một, thì như vậy chúng ta cuối cùng chúng ta sẽ biết được là cái tế bào nào có cái bất thường cái gen X, hoặc là cái mức độ biểu hiện của cái gen X ở tế bào type B hay tế bào type C này nó sẽ có khác nhau. Thì đấy là cái giá trị của một cái single cell sequencing. Nó có giá trị cao hơn cái RNA sequencing cho cả khối mô ở cái điều ở cái đặc điểm này. Thì đây là một cái workflow chung của một cái single cell sequencing. Thì đầu tiên là người ta sẽ có cái mẫu mô và người ta đem đi chiết tách những cái tế bào, và chúng ta sẽ có được cái quần thể tế bào khác nhau. Sau đó là chúng ta chuẩn bị một cái thư viện để giải trình tự, và chúng ta giải trình tự cuối cùng chúng ta gia công cái dữ liệu và phân tích dữ liệu. Tại vì cái nguyên về về cái platform của cái single cell sequencing thì mọi người cũng biết rồi là nó có hai cái platform chính là cái SmartSeq
và cái Telix Chromium, hai cái này nó khác nhau ở cái chỗ là cái SmartSeq là chúng ta sẽ chia tách những cái tế bào dưới bằng tay dưới sự hướng dẫn của kính hiển vi quang học, chúng ta phân tách từng cái tế bào một ra khỏi nhau. Và cái platform này thì nó giúp chúng ta là sẽ, thứ nhất là nó sẽ làm giải trình tự với số ít số lượng tế bào, nhưng mà nó cho chúng ta một cái đầy đủ cái chiều dài của toàn bộ cái bản sao của gene của tế bào. Thế còn đối với cái Telix Chromium này thì nó được những cái tế bào thì người ta có thể tách tự động những cái tế bào thành những cái, dựa vào cái phương pháp giọt dầu này thì người ta sẽ tách riêng từng cái tế bào ra một, và cái này là làm tự động, cho nên chúng ta có thể giải trình tự cho rất nhiều những cái số lượng tế bào khổng lồ, từ hàng nghìn cho đến hàng vạn tế bào. Ngoài ra thì nó sẽ có một số cái bias, tức là nó giải trình tự nó tập trung ở đầu 3 phẩy hoặc là cái đầu 5 phẩy thôi, cho nên là nó sẽ có một số cái bias về khi 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 giải trình tự. Thì tại vì cái nghiên cứu này người ta dùng cả hai platform luôn là SmartSeq 2 và người ta cũng dùng cả cái này nữa, thì cái này ấy, thì nó có cái phương pháp nghiên cứu ấy, họ ngoài nó làm cả đầu 3 phẩy và nó có một số ca nó làm cái đầu 5 phẩy nữa. Thì cái này nó em cũng không biết sao mà nó có thể làm được cả ba phương pháp liền một lúc, một cái thiên đầu 5 phẩy, một cái thiên đầu 3 phẩy, với cả họ có nói là để họ quyết định là giải 3 ca ba cái mẫu sample bằng cái phương pháp SmartSeq 2 để họ keep cái balance về dữ liệu. Tôi nói thật là em cái này em không hiểu lắm vì sao lại phải phải dùng cái này để giữ cái balance đấy, thì cái này chắc là hôm nào em phải nhờ thầy giải thích, giải thích cho em, thì em cũng không hiểu lắm. Rồi thì đây là cái gọi là cái process, cái quá trình mà chúng ta gia công cái dữ liệu này, thì thôi chúng ta cũng không cần phải đi quá sâu vào nó ha. Thì cái tác dụng của cái single cell sequencing ấy, dưới hàng loạt những cái phân tích, ứng dụng phân tích như này, thì chúng ta có thể cái single cell sequencing này nó có thể giúp chúng ta là định tiếp tế bào này. Thứ hai là chúng ta có thể xây dựng được cái phân phân cấp của tế bào theo từng cái dòng tế bào của một, và nó sẽ đưa ra một cái trình tự sắp xếp các tế bào theo, có thể theo một cái mức độ biến hóa hoặc là theo mức độ hoạt động vân vân, thì nó gọi là nó sẽ xây dựng một cái thứ tự cho những cái tế bào đó, có thể về mặt chức năng hoặc có thể về mặt cấu trúc. Ngoài ra thì nó cũng giúp chúng ta có thể suy luận một cái số những cái mối một cái mạng lưới tương tác giữa những cái yếu tố tố điều hòa. Cái này thì em cũng chả nhớ là nó làm những cái gì luôn. Thế thì với những cái ứng dụng như thế này ấy, thì chúng ta thấy rằng là cái single cell sequencing nó rất là hữu dụng cho cái việc nghiên cứu những cái mô mà nó có tính heterogeneous cao. Thì bản thân cái thằng T cell lymphoma này nó cũng là một cái u lympho mà có cái tính không đồng nhất rất là cao. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào vì sao ta lại nói là cái u lympho T ở da ấy, nó là một cái u mà có cái tính không đồng nhất cao. Thì thứ nhất là cái u lympho T ở da thì mọi người cũng biết rồi, là đương nhiên là cái dòng tế bào ác tính của nó là tế bào T rồi. Cái thứ hai là về mặt lâm sàng nó có khá nhiều thứ tiếp, nhưng mà có ba cái tiếp mà hay gặp nhất với cái tần suất cao nhất là mycosis fungoides, có nghĩa là cái u có dạng nấm. Cái thứ hai là cái hội chứng Sézary syndrome này, thì cái này là tế bào u là nó chủ yếu xuất phát điểm ở cái pha leukemia, tức là nó có rất nhiều tế bào u ở trong máu. Thứ ba là cái tiếp mà bất thụ sản anaplastic, thì cái tiếp này thì nó là cái tiếp mà có gọi là cái grade ấy, cái độ mô học cao nhất, tại vì cái tế bào u nó rất là ác tính. Thì ba cái tiếp này nó có những cái đặc trưng lâm sàng nó rất là chồng chéo với nhau, và kể cả cái tiếp mà miễn dịch hóa môn miễn dịch của cái tế bào u ấy, nó cũng có những cái rất là chồng chéo với nhau. Về mặt lâm sàng thì người ta thấy là cái tổn thương của u lympho ở da ấy, ở trên một bệnh nhân ấy, nó thường là nó có nhiều ổ, và thường có nhiều ổ thì mỗi mỗi một cái ổ này nó có thể ở những cái giai đoạn rất là khác nhau, lát nữa chúng ta sẽ xem. Cái thứ hai là ví dụ như cái mycosis fungoides thì thông thường ấy, cái độ mô học của nó thấp hơn cái anaplastic này. Tuy nhiên hai cái thằng này ở hai cái mức độ mô học khác nhau, nhưng mà nó lại thường xuyên cùng tồn tại trên một bệnh nhân. Thế thì người ta mới đặt ra một cái câu hỏi là thế ông này với ông này là hai ông u riêng biệt xuất hiện đồng thời, hay là ông ác tính hơn này là ông chuyển dạng từ cái ông ban đầu này, ông này thì độ ác tính thấp hơn một tí, thì liệu rằng ông này có phải là chuyển dạng từ cái ông này mà thành không? Đấy, thì đấy là một cái câu hỏi mà đến tận bây giờ người ta vẫn chưa tìm ra được câu trả lời thống nhất và cũng chưa có đủ bằng chứng. Ngoài ra thì về cái mặt phenotype của tế bào u ấy, nó cũng rất là đa dạng, cùng là những cái tiếp như này, nhưng mà cái phenotype của tế bào u có thể có thằng nó là CD4 dương tính, có thể có thằng là CD8 hoặc có thằng là CD30, nó rất là chồng chéo nhau. Ngoài ra thì cho đến thời điểm hiện tại người ta chưa tìm ra được bất kỳ một cái marker nào để có thể khẳng định cứ cái thằng tế bào T này mà dương tính với cái marker này là nó là ác tính, chưa có, hiện tại chưa có. Thế thì
Ngoài ra thì người ta cũng thấy rằng là cái tế bào T ấy, u lympho mà tế bào T ở da ấy, nó có một cái đặc trưng rất là đặc biệt, đấy là bản thân cái tế bào này nó khác tất cả những cái loại tế bào u khác ở cái chỗ là nó vừa sở hữu đặc tính của một tế bào u nhưng nó cũng đồng thời sở hữu một cái đặc tính của tế bào miễn dịch nữa. Đấy, đấy cũng là một cái thứ mà làm cho người ta rất là tò mò và rất là đau đầu khi nghiên cứu về cái T-cell này. Thì về cái nguồn gốc của tế bào ấy, thì ví dụ như trong cái mycosis fungoides này này, thì người ta thấy rằng là ngày xưa ấy, người ta cho rằng cái nguồn gốc của nó ấy là từ cái tế bào infected memory T-cell mà sau này nó cư trú tại tại mô da ấy. Thế nhưng mà gần đây ấy, thì người ta thấy rằng là cái tế bào u này có khả năng là nó từ một cái tế bào T mà đã có đột biến sẵn rồi từ trong máu, sau đó khi mà nó chuyển đến da ấy, nó phát triển thành u. Đó lại là hiện tại là về như vậy là vẫn chưa cái nguồn gốc của tế bào T thực của cái tế bào u cho đến thời hiện tại là người ta vẫn chưa biết được nó là cái gì, cụ thể chính xác nó là cái gì, vẫn đang cãi nhau. Thế ngoài ra thì đối với cái Sézary syndrome thì người ta thấy rằng là hiện tại thì người ta đã confirm được cái nguồn gốc của nó là từ tế bào T mà hướng tâm rồi. Đấy thì riêng chỉ có mỗi cái ông này là ok rồi này. Đó. Thế còn về cái mặt vi môi trường của u ấy thì người ta thấy rằng là cái tế bào B và cái tế bào macrophage type 2, thì macrophage thì nó có hai type chính, một là MM macrophage type 1 thì cái macrophage này nó chức năng của nó chủ yếu là trình diện kháng nguyên. Còn cái macrophage mà type 2 này thì nó được activate bởi cái interleukin và cái thằng này cái tính năng của nó là chủ yếu là nó liên quan đến cái quá trình tăng tạo mạch, angiogenesis là sinh mạch và neovascularization thì cũng là tân tạo mạch máu mới. Và em chả hiểu là hai cái này nó có cái gì khác nhau lắm không, nhưng mà hai cái thuật ngữ này đều là mang ý nghĩa là có tăng sinh mạch. Và người ta thấy rằng cái người ta cũng đã tìm ra được cái bằng chứng là cái B cell với cả cái M2 type macrophage type 2 này thì nó tham gia vào cái quá trình sinh bệnh học và cái quá trình kháng điều trị của cái u lympho T ở da này. Thế thì bây giờ chúng ta xem một số cái hình ảnh lâm sàng. Đầu tiên là chúng ta chỉ lấy ví dụ một cái mycosis fungoides thôi, tức là cái này là một cái gọi là tổn thương dạng nấm á, thì cái dạng ban đầu cái thời gian cái giai đoạn sớm của nó người ta gọi là giai đoạn này là giai đoạn đốm đốm hoặc là vết. Thì chúng ta thấy là những cái hình tượng ảnh tổn thương này nó rất là phẳng, thứ nhất là nó phẳng, cái biệt viền của nó không rõ, tức là nó có rõ xanh phân biệt lành với cả cái phần tổn thương, tuy nhiên là cái gờ nó không có gờ, tức là phần lớn cái này nó dạng rất là phẳng và nó là dạng đốm dạng vết thôi. Thì tương ứng với cái hình ảnh tổn thương này thì chúng ta thấy là cái phần tế bào u này, tế bào những cái tế bào chấm chấm đen đen này nó lan tỏa, nhưng mà nó chỉ nằm ở phần rất là nông của cái phần từ đây đến đây nhá của nó, thì là nó là cái phần này là cái phần biểu bì này, gọi là cái phần thượng bì đó, epidermis này. Thế còn từ đây đến đây thì nó là dermis, là trung bì. Thế thì chúng ta thấy là cái phần u tế bào u này nó chỉ nằm ở thượng bì và một phần rất nông của trung bì thôi. Thế nhưng mà sang cái giai đoạn mà gọi là dạng này người ta gọi là dạng mảng thì chúng ta thấy là cái kích thước của cái mảng nó rất là to rồi này, kích thước to này. Thế kể cả những cái thằng này còn nhỏ nhưng cái gờ của nó chúng ta thấy gờ nó rất là rõ, cái gờ nó nổi rất rõ luôn. Thế còn thằng này thằng nội trong cái giúp bên này đốm nó rất là đều màu nhá. Nhưng mà cái thằng này thì đốm là cái này là nó lan lung tung lan ten, nó không có đều nhau, chỗ thì trắng, chỗ thì đỏ này. Đấy, thì đây là ở dạng mảng. Dạng mảng này thì chúng ta cũng thấy là về mặt cái vật mặt tế bào u những cái đen đen xì xì nó xâm nhập này, thì chúng ta thấy là cái vùng thượng bì là nó đã ăn hết rồi, ngoài ra nó còn ăn sâu xuống cả trung bì nữa. Ngoài ra chúng ta thấy đây có một số mạch máu ở trung bì thì khá là sâu này, nó cũng có tế bào u nó xâm nhập xung quanh. Những cái hình ảnh này là những cái tế bào u nó phát triển quanh mạch nhé, đây những cái phát triển quanh mạch. Ngoài ra ở đây ví dụ như bên này thì cái phần dưới này nó cũng có thể có một số tế bào u quanh mạch nhưng số lượng nó rất là ít. Ngoài ra thì chúng ta cũng thấy là trên này này tất cả cái vùng này nó đều là u phát triển quanh mạch hết đấy. Thì còn đây là cái giai đoạn u rồi, tức là dạng thành khối thì nó lồi hẳn lên rồi này. Đấy. Thì cái giai đoạn u này ấy, thì u nó xâm lấn lan tỏa rồi các bạn mọi người có thể nhìn thấy là nó đen xì, xung quanh hết đen xì hết. Rồi bề mặt này nó cũng bị loét liếc các thứ, nó còn viêm vùng các thứ nữa. Thì cái phần u này chúng ta thấy toàn bộ cái trung bì nó bị xâm lấn rồi, và thậm chí là những cái trường hợp như này thì thông thường là ở dưới mô mỡ phía dưới ở hạ bì nó cũng đã có xâm nhập rồi. Thì như vậy chúng ta thấy là từ cái giai đoạn sớm này cho đến cái giai đoạn muộn này thì nó có sự tăng sinh về số lượng tế bào u, nó có tăng sinh về cái mức độ không điển hình của tế bào u, rồi tăng sinh về cái hoạt động nhân chia, tăng sinh về tính đa hình, rồi tăng sinh về cái mức độ xâm lấn lan tỏa. Thì dọn đấy là một cái xu hướng của cái u lympho này. Và cái đặc biệt ở đây là cả ba dạng tổn thương này hoàn toàn có thể xuất hiện trên cùng một bệnh nhân. Đấy, đấy là một cái rất đặc biệt của cái u lympho ở da. Thì ví dụ như đây là một cái giai đoạn mà giai đoạn giữa đấy, giai đoạn dạng mảng đấy, tức là cái bệnh nhân mà có những cái tổn thương như thế này này đấy, thì cái Rồi. tế bào u ở đây dạng Em mới hỏi là nói là cùng một bệnh nhân có thể thấy quan sát ba cái, có nghĩa là
ở ba vị trí khác nhau đúng không? Vâng, đúng rồi ạ. Vâng ạ. Tức là ở đùi thì có thể có ông này, còn ở trên cánh tay thì có thể có dạng mảng, và ở lưng thì có khi có cái u. Ok, rồi, cảm ơn em. Thì bây giờ lấy sinh thiết một cái mẫu mà của bệnh nhân ở dạng mảng, tức là lâm sàng là nó sẽ dạng mảng có cái gờ như thế này. Thì bây giờ chúng ta xem cái phần vi vi thể, chúng ta nhìn thì ở đây là chúng ta thấy là những cái tế bào u thường là nó kích thước nó khá là nhỏ, hình tròn nhỏ như này. Thế thì nhưng mà ở đây chúng ta lại nhìn thấy có một số tế bào rất là lớn. Đấy. Thì thông thường những cái tế bào lớn như này ấy, là nếu mà nó xuất hiện rất là nhiều ấy, thì nó sẽ là cái chuyển dạng tế bào lớn, hoặc là nó là của cái type anaplastic. Nhưng mà tuy nhiên đây ở cái giai đoạn mà không phải anaplastic, nhưng mà nó đã có những cái thành phần tế bào u nó rất là to bất thường như này rồi, cái kích thước nó size nó rất là lớn rồi. Thế còn phần lớn đương nhiên là tế bào u nó sẽ có kích thước rất nhỏ nhỏ. Thì đấy là cái tính, để cái điều này để cho chúng ta thấy là cái tính chất mà không đồng nhất của cái mô u ấy. Ngay trong nội tạng cái mô u chúng ta đã thấy cái sự không đồng nhất về kích thước tế bào u, rồi về hình dạng tế bào u nữa. Đấy, thì ví dụ như cái nhỏ nhỏ này chúng ta thấy nó có hình tròn đúng không, nhưng mà cái tế bào to này chúng ta thấy nó còn có khía, có rãnh ở đây này, nó có lõm ở đây này, về bào cương nó rộng hơn này, vân vân. Thì đấy, đấy là những cái, hoặc là những tế bào này nó giống như hình thận ấy, giống như cái thận ấy. Đấy, thì đây là bản thân cái tế bào u này, như mô u như này, nó cho chúng ta thấy một cái sự không đều, không giống nhau giữa hình thái bề ngoài, tức là shape của cái tế bào u, nhưng đồng thời nó cũng cho chúng ta thấy là cái sự kích thước của tế bào u nó cũng khác nhau nữa, cái thì nhỏ, cái thì vừa, cái thì to. Thì đấy là một cái heterogeneous của tế bào u. Ngoài ra thì bản thân trong mô u ấy, nó cũng có, ngay như đây là cái tip này, là cái tip anaplastic này, nó có không phải anaplastic mà nó có là cái trường hợp này là cái trường hợp chuyển dạng tế bào lớn. Thì cái phần tế bào lớn, cái phần lớn tế bào u nó có kích thước lớn như này. Tuy nhiên nó vẫn có những cái tế bào u mà kích thước nó ở mức trung bình thôi. Tế bào u nó kích thước mức trung bình thôi. Và ngoài ra có một cái đặc biệt là người ta cũng thấy rằng là đối với cái mô u này, là cái mô mà cái mô đệm ấy, tức là cái thành phần tế bào mà không thể ung thư ấy, ở trong cái mô này nó cũng rất là thay đổi tùy theo từng bệnh nhân. Ví dụ như trường hợp này mọi người nhìn thấy những cái tế bào đỏ lòn này, tế bào cương nó màu đỏ đỏ này, chính là những cái người ta gọi là cái tế bào eosinophil, tức là cái tế bào bạch cầu ái toan của chúng ta đấy. Thì cái mô này là nó có nhiều bạch cầu ái toan. Thế nhưng mà đến cái em bị mất cái trang này rồi. Thế còn những cái vậy thế nhỉ? Đấy, một chút. Thôi đành vậy. Tức là, ví dụ như cái mô này chẳng hạn thì chúng ta không thấy bạch cầu ái toan, nhưng mà cái mô này thì chúng ta lại thấy có rất nhiều bạch cầu ái toan, tức là nó có cái sự khác biệt về cái thành phần tế bào viêm của trong cái mô u này nữa cơ. Thì thực ra có một số tiếp khác là nó còn giàu cả bạch cầu trung tính, nhưng mà em không đưa vào đây vì nó hơi chuyên sâu về mặt giải phẫu bệnh quá. Thì như vậy là cái tính chất mà không đồng nhất của cái u lympho T ở da ấy, thì bao gồm chúng ta tổng kết lại là nó có tính chất về lâm sàng, nó cũng rất là đa hình này, nó rất là khác biệt này. Thứ hai là về mặt mô bệnh học thì chúng ta thấy là nó có những cái grade khác nhau, tức là độ mô học khác nhau, nhẹ vừa nặng khác nhau này. Rồi tế bào u nó cũng rất là đa dạng về cái kích thước rồi là cái hình thái. Ngoài ra thì cái thành phần mà tế bào miễn dịch trong miễn dịch mà cái thành phần mà không phải u ấy ở trong mô này nó cũng rất là khác nhau. Ngoài ra thì đấy còn một cái khác nữa, là một cái khác nhau nữa là cái về cái phenotype miễn dịch của cái tế bào u cũng vậy. Thế thì vì với cái tính chất mà rất là heterogeneity, tức là rất là không đồng nhất của cái mô u này, thì chúng ta thấy rằng là cái single cell sequencing ấy nó rất là phù hợp để cho chúng ta nghiên cứu những cái u lympho T ở da này. Thì đối với cái nghiên cứu này ấy, thì về phương pháp và bệnh nhân và phương pháp ấy, thì người ta lấy là người ta có tổng cộng là 15 bệnh nhân. Trong đó 12 bệnh nhân thì họ dùng cái platform 10x genomics, tức là automic dựa vào cái giọt giọt dầu ấy, và họ tiến hành giải trình tự RNA sequencing single cell mà kết hợp với cái giải trình tự của cái TCR, tức là T cell receptor, tức là giải trình tự của những cái receptor bề mặt của cái tế bào T ấy. Ngoài ra thì có 3 ca, người ta lấy 3 cái mẫu thì người ta dùng cái platform SmartSeq 2, SmartSeq 2 thì người ta giải trình tự. Ngoài ra thì người ta cũng lấy có 11 bệnh nhân thì người ta lấy được 13 mẫu và người ta đem giải trình tự cái exome, toàn bộ exome sequencing. Sau đó là người ta đưa ra, người ta đưa vào, người ta phân tích về phía sau. Thì đây là một số cái kết quả. Em phần phía trước, quay lại cái slide phía trước, là cái 12 bệnh nhân này với lại 11 bệnh nhân với 3 bệnh nhân này nó overlap với nhau hoàn toàn đúng không? Có nghĩa là 11 này nó nằm trong 12 và 3 này nó nằm trong 11 đúng không em? Nói như nào nhỉ? Tại vì tổng cộng là chỉ có 15 bệnh nhân thôi ạ. Thì hai cái nhóm này là khác hẳn nhau. Hai ông này với hai ông này là khác nhau. Nhưng mà cái ông này ấy, thì có giao giữa hai ông này. À, ok, rồi. Ok, rồi, cảm ơn em.
Thì về cái kết quả thì đầu tiên là người ta dùng toàn bộ cái 12 cái bệnh nhân mà dùng cái platform 10x Genomics này, thì người ta phân tích ra, thì người ta đưa ra được cái quần thể tế bào, clustering, người ta đưa ra cái quần thể tế bào, chúng ta thấy là cái quần thể tế bào T ở đây rõ ràng là nó là màu cái màu màu xanh lam như này, thì nó chiếm một cái tỷ lệ rất là lớn đúng không? Thì như vậy là vì u lympho T mà, thì đương nhiên là cái phần tế bào T này nó rất là lớn. Thực ra thì cái tế bào T này nó không chỉ có tế bào u đâu, mà trong này nó sẽ có hỗn hợp cả những cái tế bào T hoạt hóa nữa. Thì người ta từ cái dữ liệu về cái single cell của cái 10x genomics này, thì người ta suy luận, người ta gọi là như nào nhỉ, người ta tìm về những cái gọi là copy variant number ấy, copy number variant, thì người ta tìm ra, thì người ta đưa ra được, người ta phân loại ra cái tế bào T ấy, nó thành được hai nhóm, mà một là những cái người ta phân loại các tế bào ra thành hai khối, một khối là khối không ác tính và một khối là khối ác tính. Thì cái khối ác tính này nó chỉ có tế bào T ác tính thôi, và người ta phân theo từng cái tế bào T ở đây là người ta phân theo từng ca một, tức là danh sách này là danh sách mà dựa vào số lượng những cái ca bệnh nhân ấy, hình như là mình có 15 bệnh nhân thì ở đây nó sẽ có 15 cái tích là của mỗi một cái này nó là đặc trưng cho một cái bệnh nhân một. Thế còn ở phía trên này là cho chung tất cả, tức là cái tập hợp mà tế bào mà không phải ác tính ấy, thì ở phía ba cái phần phía trên đầu của chúng ta nó chính là thuộc về tế bào T. Tế bào T ở đây là gồm có T mà conventional, có thể là TCD4 hoặc CD8, TCD4 conventional, tức là cái tế bào T mà có thể là T hỗ trợ ấy. Thế còn cái T regular là cái màu ở hơi xanh nhạt nhạt ở giữa đây. Còn cái cuối cùng là TCD8, thì chúng ta quan tâm giả sử như ba cái tế bào, dòng tế bào ban đầu như này, thì cái copy variant number của nó nếu mà so với những cái bệnh nhân, những cái tế bào T ác tính ở phía dưới này, thì rõ ràng là nó có cái sự hoàn toàn cái sự khác biệt về cái copy variant number. Rõ ràng trên này là có cái thì có thể là mất, hoặc có cái thì có thể gain rất là nhiều, thì cái này là chúng ta thấy là có cái sự khác biệt về cái copy variant, có cái số copy number giữa cái tập quần thể tế bào T ác tính và những cái tế bào lành tính. Thì dựa vào cái đặc tính của cái copy variant này kết hợp với cái mức độ lan tỏa của cái độ bành trướng của cái receptor của tế bào T này, thì người ta có thể giúp là chúng ta phân loại được đâu là tế bào T ác tính và đâu là tế bào T những cái tế bào lành tính khác. Thì người ta cũng thấy rằng cái dựa vào cái biểu đồ này, cái phân phân tích này, người ta cũng thấy là cái kết quả này nó rất là phù hợp với kết quả phân tích của cái copy variant này ở cái dữ liệu mà whole exome sequencing ở đây. Đấy, thì từ dựa vào cái này là nó có cái copy variant number nó, và người ta thấy cái mô hai cái này là nó giống nhau. Người ta thấy rằng là cái kết quả này nó rất là consistent với cái kết quả phân tích từ cái whole exome Em để tôi ổn định làm một tí xíu để tôi hỏi. Thứ nhất là ở trong đây người ta sử dụng là cái bucket là infer CNV đúng không? Ở trong đây người ta cũng có phải cái RNA-seq, tại sao người ta không sử dụng cái RNA-seq để người ta phân thành hai nhóm là malignant với lại non-malignant mà người ta lại sử dụng cái CNV vậy? Người ta có nói trong cái Thầy đang nói về cái bung RNA đấy á. Nó có ở trong này, người ta không dùng whole bung RNA sequencing, người ta không có đâu ạ. không không Người ta phải, có nghĩa là single cell RNA-seq thì người ta cũng có thể phân biệt được là cái nhóm lành tính với lại cái nhóm ác tính đúng không? Đó, tại người ta có làm cái single cell mà đó dựa cái mặt cơ thì người ta có thể phân biệt được là Thì đây ạ, đây chính là cái kết quả dựa vào single cell đấy ạ. Đây này, cái này là kết quả dựa vào single cell ạ. đúng rồi, nhưng mà nó là cái này không phải là gene expression đó mà nó thực sự là CNV, em hiểu không? Ý tôi là tại sao không không dựa vào biểu hiện của cái gene mà lại sử dụng vào cái số copy của cái gene để phân thành hai lớp như vậy? Ở trong đó nó có nói không em? Họ bảo là họ đây malignant T cell define này này, dựa vào cái biểu hiện của cái TCR, cái T cell receptor, cộng với cái sự xuất hiện của cái này ạ. Đấy, người ta dựa vào cái đấy để người ta khẳng định là tế bào T là lành hay ác ạ. Họ chỉ nói là họ sẽ sử dụng cái định nghĩa như thế thôi, chứ họ không có giải thích vì sao ạ. Rồi, cảm ơn em. Xuân, em đúng. Dạ, cho em xin bổ sung một xíu. Ở trên em thấy chị Hạnh có một cái slide nói là hình như nó chưa có cái mặt cơ specific cho cái Đúng rồi, mặt lành hay ác. Ừ, liên cái đúng rồi. T cell này thầy. Nên là bây giờ người ta phải đi theo cái hướng đó là subset cái T cell trước và sau đó dựa vào copy number variation để mà subset cái mặt liên ảnh ra. Ủa, nhưng mà có single cell analysis rồi người ta có thể tìm cái differential gene expression mà. Có thể là về về downstream nó sẽ có như thế, chẳng hạn em cũng chưa biết, nhưng mà hiện tại
Dạ ý là chưa có cái mạch cơ mà kiểu specific cho cái mạch lineage sale quá thầy, nên người ta phải đi theo cái hướng là tìm T cell trước rồi tìm mạch lineage bằng copy number sau, em đoán là vậy. Tại vì ở trên nó chưa có, nó nói là nó chưa có cái mạch cơ specific cho nó, nên là phải đi theo hướng. Nhưng mà CNV em cũng đâu có cái Pacific cho nó đâu em. Cái Dạ, CNV gì. nhưng mà nó có cái mạch cơ của cái T cell rồi đó thầy, nên là mình gom hết T cell vô chung một một vùng group, và sau đó mình dùng cái copy number để mình tách cái mạch lineage ra, bởi vì cái mạch lineage nó sẽ có sự biến động về copy number, nên là em đấy là chỉ có đi hướng đó được thôi. Dạ. Giờ nếu dùng cái chương trình mình không tách ra được là nào là T-cell riêng một nhóm á em. Tại nó dựa vào cái PCR này, nó sẽ tách cái riêng cái quần thể tế bào T riêng ra ấy. Nó sẽ tách được toàn bộ các tế bào T riêng ra. Vậy được á. Ừ. Thế còn thì để tách mà để phân biệt lành với ác thì nó sẽ kết hợp với cái sự, nó phải có cái sự gọi là bành trướng của một cái dòng PCR nào đó, rồi thì nó vừa kết hợp với cái variant number thay đổi này thì nó mới khẳng định được nó là lành hay ác nhé. Ừ. Chứ biết sao nếu mà như vậy thì người ta không giải, nếu mà người ta dựa trên chỉ có cái copy number á, thì người ta sẽ không giải cái single cell analysis để làm gì đúng không? Đó. Cái này chắc tụi mình phải coi lại đó Xuân ha. Ừ. Đó. Không có gì lại quay lại tiếp. Thì cái này em cũng hiểu được đến thế thôi, còn nếu mà đi sâu hơn thì chắc là phải phân tích xong rồi mình tính tiếp được ạ. Dạ. Ừ, tiếp tục đi. Rồi ạ, thì cái kết quả tiếp theo thì đây là cái kết quả về cái chronotype của cái PCR này, rồi cái này là về sau thai các thứ này. Thì cái đoạn này nó như nào nhỉ? Thì ví dụ như là ở đây thì chúng ta thấy là một cái bệnh nhân mà có đánh số 15 với 16 này này. 15 với 16 thì là chính là cái tế bào u của tận đây người ta phân tích toàn bộ là tập hợp tế bào T hết ạ. Thì về mặt sau thai thì chúng ta thấy là cái tế bào u mà cái nhóm 15 trên 16 đây thì nó là tumor của cái bệnh nhân MF mycosis fungoides số 28 và lấy hai cái tổn thương. Đấy, thì tổn thương số 1 và tổn thương số 2 của nó thì chúng ta thấy là cái dòng tế bào u là nó có overlapping giữa hai cái tổn thương này. À, nhưng mà mỗi một cái đây nó lại chia làm hai cái khác nhau, tức là nó gồm có hai hai cái loại tế bào, có thể là nó có hai cái subtype tế bào ở cùng một cái bệnh nhân như này, tức là vừa có những cái giống nhau nhưng vừa có những cái quần thể tế bào khác nhau luôn ở ở, ở đây. Thì ví dụ như chiếu sang đây về cái TCR clonotype của nó thì rõ ràng là có một trong hai cái tổn thương này ấy, nó có chia sẻ cùng một cái clonotype ở đoạn này. Với cả ngoài ra thì nó lại có thêm một cái clonotype khác nữa của cái TCR, của cái T-cell receptor ở đây nữa. Như vậy là cái này cũng là một trong cái bằng chứng của cái việc mà cái tính không đồng nhất của cái tế bào u ở trong cái cutaneous lymphoma. Ngoài ra thì ở đây người ta tính cái tỷ lệ phần trăm của cái tế bào T ấy, thì đối với mỗi một ca ấy, nó sẽ tính cái tỷ lệ phần trăm là bao nhiêu là tế bào ác tính và bao nhiêu phần trăm là những cái tế bào còn lại không ác tính. Thì chúng ta thấy là nó có sự khác biệt rõ ràng là cùng một đều là ung thư cả, nhưng mà giữa những cái tế bào, giữa những cái ca khác nhau thì chúng ta lại có cái tỷ lệ tế bào u nó khác nhau. Thế ví dụ hoặc là ngay như trong cùng một bệnh nhân nhưng mà ở hai tổn thương khác nhau thì cái tỷ lệ tế bào ác tính nó cũng khác nhau luôn. Ví dụ như ông MF27 này có hai mẫu bệnh phẩm này, thì ông này có hai mẫu nhưng mà ông này ông số 2 này cái mẫu số 2 là có nhiều tế bào ác tính hơn mẫu số 1. Hoặc là như cái ông số 28 cũng vậy. Số 28 ở đây và cái số 28 một cái nữa của nó là ở đây đấy, thì hai thằng này là có cái số lượng, cái tỷ lệ, cái proportion của tế bào ác tính nó cũng rất là khác nhau. Như vậy là giữa hai cái tổn thương của cùng một bệnh nhân thì cái thành phần tế bào ác tính, cái tỷ lệ tế bào ác tính của hai cái đấy nó cũng khác nhau luôn. Ngoài ra thì Nó có correlate hạch cái HE nhuộm không em? Có là độ xâm lấn độ này kia hồi nãy. không nói gì về cái hầm giải phẫu bệnh ở trong này đi thầy, nó không không nói gì cả, em cũng không có tí dữ liệu nào gì về, không có cái hình ảnh giải phẫu bệnh trong này ạ. Ừ, Người ta không ok. nói gì luôn, người ta chỉ dựa vào đấy là tổng kết từ cái single cell người ta chiết tách ra xong người ta tổng kết như thế thôi ạ. Dạ. Có nghĩa là về sinh học phân tử với lại cái việc mà mình làm mình quan sát bằng mắt đổ này kia là không thấy có mối liên là quan. là không người ta không nói gì, nói thẳng là người ta không nói gì ạ. Dạ vâng, không không có Ủa bạn chị giải không. gì họ định danh từng group tế bào là dựa vào cái phần biểu hiện gen của mỗi của nó hả chị? Là sao em? Là em thấy là họ group từng group và định danh từng group nè.
Ví dụ nó thứ nhất là nó có gắn ID của từng cái bệnh nhân một nhá, đúng không? Nó có ID này, sau đó là nó dùng cái chlorothiazide là cái TCA là cái receptor ấy, phía dưới này này nó có một số cái chlorothiazide phía dưới này. Ngoài ra là nó sẽ dùng cái phân tích cụ men để nó clarify xem nó có cùng với nhau ở chỗ nào, thì nó chia ra được bằng này cái nhóm tế bào này, được bằng nhà này cái nhóm đó. Dạ Tức dạ là cái này hoàn toàn là dựa vào phân tích cụ. à, chứ không có dựa vào cái hình ảnh da của bạn. Không không, đây là kết quả của cái single cell đó, của cả cái bộ genetic genomic cho vào. Dạ. Thì ok, xong chưa em, được không? Dạ được. Ngoài ra thì người ta cũng thấy là khi mà người ta đánh giá về cái mức độ về cái tính đơn dòng của những cái T cell receptor này này, thì chủ yếu là nó có liên quan, nó có mấy cái đơn dòng, mỗi một cái tip nó có một cái tính chất khác nhau. Ví dụ có thể có những cái tế bào, có những cái ca thì nó có cái dòng này, có những cái ca nó có cái dòng kia, thì người ta định nghĩa người ta thấy rằng là những cái chlorothiazide của cái T cell receptor này, nếu mà cái tỷ tần suất của nó mà trên 50% ấy, thì đấy là người ta coi đấy là cái biểu hiện của dòng ác tính. Thì nếu mà khi người ta quy định như vậy ấy, thì người ta thấy rằng là nó rất là phù hợp với cái kết quả về cái phân bố tế bào ác tính ở thế này. Ví dụ như lấy ví dụ là một cái ca MF26 này. MF26 thì cái tần suất mà chlorothiazide mà nó bành trướng trên 50% ở đây là nó chiếm 96,3%. Thì trên cái MF26 ở đây chúng ta thấy là MF26 đây, cái tỷ lệ tế bào T ác tính nó cũng rất là cao. Như vậy là hai cái kết quả về cái bành trướng, tính toán về cái bành trướng của cái dòng đơn dòng của T cell receptor với lại cái tỷ lệ tế bào U mà tính toán được dựa vào của cái clustering phía trên này ấy, thì nó cho cái kết quả khá là tương hợp với nhau. Ngoài ra thì người ta cũng phát hiện thấy một cái điều ấy là những cái tế bào T active này này, tế bào T mà không phải ác tính ấy, thì nó chứa từ 1, chính xác là từ 2 cho đến 49 cái tần suất mà clonotype của nó ấy, thì nó chứa là chỉ chiếm khoảng từ 1 đến 2 đến 49% thôi. Và ngoài ra người ta cũng thấy xuất hiện một cái típ tế bào, người ta gọi là cái típ tế bào mà tế bào T mà nó negative với cả hai cái chuỗi alpha và cái chuỗi beta, tức là nó bị mất mất cái bộc lộ cái T cell receptor alpha và beta đấy. Thì đây cũng là một cái đặc biệt, điểm khá là đặc biệt mà sau này nó sẽ người ta sẽ đi đào sâu về cái này. Thì như vậy cái kết quả của cái phần 1 thì người ta đưa ra một cái tóm tắt kiểu tổng kết là, thứ nhất là cái single cell sequencing ấy, nó với kết hợp với cái profiling cái T cell receptor này, thì nó có một cái giá trị rất là tốt trong cái việc phân biệt cái tế bào lành và tế bào ác, tức là tế bào T ác tính từ cái tế bào lành. Nhưng mà người ta cũng chưa có tìm ra được là cái marker nào cụ thể là cái marker nào để phân biệt T lành hay T ác. Ngoài ra thì người ta cũng tìm ra được một cái, người ta cũng nhờ cái phương pháp này mà cũng cho chúng ta thấy được là cái sự không đồng nhất nội tại giữa các tế bào u, nội tại trong cái u ấy, về cái thành phần tế bào ác tính. Thì như chúng ta biết rồi đấy, là nó bản thân trong mỗi một cái tế mô một cái bệnh nhân, như ban nãy chúng ta thấy là hai cái típ mà đều là cùng của bệnh nhân số 28 ấy, thì nó có hai cái quần thể tế bào khác nhau luôn đấy. Hoặc là người ta cũng phát hiện ra một cái quần thể tế bào mà nó có cái mất cái TCA bề mặt này. Tiếp theo thì người ta đào sâu về cái cột chronotype và cái cell type này, của như bạn em ban nãy em đã nói là cái bệnh nhân số 28 ấy, thì nó có hai quần thể tế bào khác biệt này. Để thì như vậy là người ta đi đào sâu, người ta phân tích về cái này ấy, thì người ta thấy rằng là nó có một cái quần thể, ví dụ như ở đây nó cái màu xám của nó ở đây là cái mà loss cái biểu tức là giảm hoặc là mất cái biểu hiện của cái T cell receptor clonotype này. Thì trước đây ấy, người ta cũng đã phát hiện ra cái này, cái TCI loss này, nhưng mà nó chủ yếu là phát hiện ra ở cái Sézary syndrome thôi, tức là cái hội chứng Sézary mà nó có nó là cái pha leukemia của cái u lympho ấy, tức là nó là có tế bào u ở trong máu ấy đấy. Thì là nó chủ yếu là xuất hiện ở cái tiết đấy thôi. Nhưng mà và người ta giải thích của cái hiện tượng này ấy, hiện tượng mà mất của cái mất bộc lộ mất hoặc giảm bộc lộ của cái T cell receptor này ấy, là nó do nguyên nhân là do sau biến đổi cái thoái hóa sau cái dịch mã cơ. Nhưng mà riêng ở trong trường hợp này thì người ta đã ở trong những cái nghiên cứu này thì người ta đã tìm thấy là rõ ràng ở đây là do cái sự giảm sau mã chứ không phải là giảm dịch mã, tức là không phải là biến đổi sau dịch mã, mà là đây là cái này là giảm số lượng bản sao, tức là giảm cái mức độ biểu hiện của gene đấy. Thì cái này là một cái cơ chế hoàn toàn khác mà người ta đã tìm thấy so với trước đây. Trước đây là biến đổi hậu dịch mã, thoái giáng hậu dịch mã, nhưng bây giờ là người ta rõ ràng là do số lượng biểu hiện của bản sao mà thôi. Ủa,
Vậy cái phần mà reverse report đó là người ta làm về routine hay người ta làm routine array hay là người ta làm Em đâu biết đâu, em chỉ biết nó có này thôi, em còn chưa đọc cái này, em không có thời gian để check cái này ạ. Em chỉ biết đấy là cái nguyên nhân trước đó là post translational degradation, em nghĩ chắc là protein ấy đã. Vâng. Đấy. Rồi thì tiếp theo là về người ta cũng khảo sát về cái gen signature, thì dành cho những bạn nào chưa biết thì gen signature thì nó là tập hợp của những cái gen mà nó có liên quan đến một cái quá trình sinh học nào đó. Thì ngoài ra người ta có sẽ có tính tính điểm mà signature này nữa, thì người ta dựa vào cái gene signature này thì người ta đưa ra được hai cái hình cái tính được hai cái loại thang điểm, một thang điểm là dành cho cái hoặc mức độ hoạt động và một cái thang điểm là dành cho cái mức độ tăng sinh tức là phân bào đó, tăng tỷ lệ tăng 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 số lượng tế bào tăng sinh lên ấy, có cái quá trình mà liên quan đến quá trình tăng sinh tế bào, còn một số cái quá trình khác nó liên quan đến cái quá trình hoạt hóa của tế bào T. Thì người ta thấy rằng là đối với các tế bào mà T mà cái tế bào T hoạt hóa hay là T hoạt động ấy, tức là cái tế bào T lành tính ấy, thì người ta thấy rằng là cái thang điểm của nó chủ yếu là nó sẽ cái điểm phân phân chia ấy, điểm tăng sinh của nó rất là thấp, phần lớn là rất là thấp. Thế còn cái thang điểm mà activation của nó thì nó sẽ chia làm hai, là một nửa thì là cái phần lớn của nó thì là có cái thang điểm hoạt hóa cao, phần phần lớn phần này thì là thấp hơn một tí. Thế còn trong cái nhóm malignant T cell ấy, thì rõ ràng là cái thang điểm của nó, thứ nhất là về cái điểm mà điểm điểm mà gọi là gì nhỉ, điểm tăng sinh của nó thì phần lớn là các tế bào u là nó có cái điểm tăng sinh cao, còn có một phần nhỏ các tế bào u ấy thì cái mức độ hoạt hóa của nó là nó dựa nó thay đổi, khá là thay đổi, có những một nhóm thì cái điểm hoạt hóa nó khá cao, còn một nhóm thì cái điểm hoạt hóa nó thấp. Thì như vậy tuy nhiên là rõ ràng là trong cái quần thể tế bào ác tính thì cái điểm hoạt hóa nó cao hơn, và cái đối với cái quần thể mà reactive T lành tính ấy, thì cái thang điểm hoạt hóa của nó là cao hơn. Thì từ mỗi một cái sample người ta lấy ra được 5 cái program, 5 cái gene signature đặc trưng nhất, người ta chọn ra 5 cái. Sau đó là người từ 13 sample thì người ta lấy ra được 65 cái program, và cuối cùng người ta phân tích cụm lại, người ta đưa ra được khoảng 4 cái chương trình gọi là meta program. Nó liên quan đến bốn cái quá trình khác nhau, cũng không hẳn là bốn quá trình khác nhau đâu, nhưng mà nó bốn bốn cái chương trình này, thì cái bốn cái chương trình này ấy, thì đây là cái phân tích để người ta có bốn cái chương trình meta program, và một đây là cái gen có liên quan này. Thì khi người ta chú giải ra ấy, thì người ta thấy rằng là cái mà meta program một ấy thì nó là liên quan đến cái quá trình dẫn truyền tín hiệu và hoạt hóa của tế bào T. Cái MP4 cũng vậy, hai cái program này nó liên quan đến cái đều là liên quan đến tín hiệu và dẫn truyền tín hiệu của tế bào T và hoạt hóa tế bào T. Còn cái program thứ hai thì nó liên quan đến cái chu trình của tế bào, và cái program thứ ba là nó liên quan đến cell metabolism, cái chuyển hóa tế bào. Thì người ta cũng sử dụng bốn cái metaprogram này, thì người ta phân tích dựa vào cái kết quả mà bulk RNA tức là RNA sequencing cho cả khối mô ấy của 19 cái bệnh nhân mycosis fungoides mà ở cái giai đoạn u ấy, tức là tế bào u mô u nó đã tạo thành khối ở trên bề mặt da rồi ấy. Thì người ta thấy là bốn cái program này nó có cái ảnh hưởng đến cái sự cái thời gian sống thêm, tức là cái clinical behavior của bệnh nhân ấy, cái thời gian sống thêm, ví dụ như cái metaprogram 1 với cái metaprogram 4 thì nó đều liên quan đến cái hoạt hóa tế bào T. Thì cho nên là và những cái trường hợp mà có bộc lộ cao ấy thì cái tỷ lệ cái thời gian sống thêm là cao hơn, còn cái trường hợp mà bộc lộ thấp thì cái này là thời gian sống thêm là nó thấp hơn. Thế còn đối với cái program thứ hai là cái program mà liên quan đến cell cycle đúng không nhỉ? Đúng không? Cell cycle ấy, thì là nếu mà bộc lộ cao thì cái thời gian sống thêm nó cũng cao hơn, cao hơn thì nhỉ? Thế còn cái program thứ ba là cái cell metabolism thì nó có vẻ như là nó không có ảnh hưởng gì cả. Thì với cái phần này thì người ta cho rằng là những cái tế bào T ác tính ấy, thì nó rõ ràng là nó có show ra một cái sự không đồng nhất trong nội tạng mô u. Ngoài ra thì mà về về cái đặc tính mà liên quan đến transcriptional và cái chức năng. Thế ngoài ra thì người ta cũng thấy rằng là cái sự phối hợp giữa cái thang điểm về mức độ hoạt hóa hoặc là mức độ tăng sinh ấy, trong mỗi sample ấy, thì có thể là nó sẽ xác định được cái tập tính gọi là cái tập tính lâm sàng của mô u. Sang cái Em, phần về cái slide phía trước em. Ở trong đây á, sao sao mà chỉ có 49 n bằng 49 mà nó vẽ ra cái Kaplan-Meier curve nó đẹp quá vậy ta. Chứ còn tôi mà vẽ có 49 sample á hả là
nó cái đường nó thẳng băng, nó không có được zig zag. Ở đây tôi nhìn giống như làm cả ngàn sample luôn á, nó mới được giống vậy đó. Rồi giờ tôi hỏi là trong 49 này á, là có cái nào trong mấy single cell ở trên không em? Không ạ, cái này là một different data ạ. À, nó một cái cohort hoàn toàn khác luôn đúng Dạ không vâng, em? dạ vâng. Dạ. Người ta dùng bốn cái program này, người ta add thêm một cái dữ liệu khác để người ta tính á. Ừ. Rồi nó có giải tại sao là cái metaprogram 3 nó không có sufficient đúng không em? À, em chẳng nhớ họ có giải thích gì không, nên nói thật với thầy cái này này em đọc cái được 1 tháng rồi, sáng nay em mới ngồi vừa lướt lại xong nhưng mà nếu như tại vì tụi em cũng không quan tâm đến cái khoản này lắm, nhưng mà em nhớ là nó cũng không có giải thích gì đâu, nó chỉ bảo là không có sự khác biệt thôi thì nó cũng không giải thích gì cả. Dạ. Rồi, cảm ơn em. À, rồi. Rồi đến cái phần tiếp theo thì bây giờ là người ta tìm cái mối liên quan xem là từ từ đấy nào, đúng không? Người ta sẽ tìm cái mối liên quan xem là giữa cái sự xuất hiện, vì trên một bệnh nhân có nhiều tổn thương, cho nên là bây giờ người ta muốn quan tâm xem là bây giờ cái tổn thương này vị trí địa lý, gọi là vị trí sinh lý, vật lý đi, gọi là khoảng cách vật lý giữa hai cái khối u, rồi thì cái thời điểm xuất hiện của hai cái khối u trên cùng một bệnh nhân ấy mà nó khác nhau thì nó có đem lại cái, nó có cái gì khác biệt không giữa các bệnh giữa hay không. Thì ví dụ người ta phân tích, thứ nhất là tại vì chúng ta biết là có 15 bệnh nhân nhưng mà chúng ta có tới tận 19 sample, tức là có 3 bệnh nhân mà người ta sẽ lấy 2 sample. Thì ví dụ như cái bệnh nhân này là bệnh nhân này có hai cái tổn thương đầu tiên của họ là cái xuất hiện cách cách cái thời điểm sinh thiết 12 tháng ở cổ tay, thì còn cái tổn thương thứ hai là trên má của bác này thì là xuất hiện trước cái thời điểm sinh thiết 2 tháng. Thì như vậy là cái thứ nhất là khoảng cách giữa hai ông này rất là xa nhau, cái thứ hai là cái thời gian xuất hiện nó cũng rất là xa nhau. Thì bây giờ người ta phân tích hai cái mẫu này xem nó có cái gì khác nhau không. Thì người ta thấy rằng là khi mà người ta xây dựng cái serotype là người ta bắt đầu khởi khởi phát của nó là bắt đầu từ một cái tế bào T reactive, thì cuối cùng là người ta chia ra được là khi mà chúng ta so sánh là của cái mẫu mà 30.1 với cái mẫu 30.2 ấy, thì nó chỉ overlap cái đoạn đầu này thôi này, thế còn cái đoạn sau là rõ ràng là cái phần giữa này của nó là rất là khác nhau đấy, giữa là cái phần giữa của nó rất là khác nhau. Thì như vậy là khi mà người ta so sánh và người ta vẽ một cái Venn diagram về cái SNV của so sánh giữa hai cái quần thể này, thì người ta thấy là hai cái tổ mô u này nó chỉ xe nhau khoảng 11 cái đột biến thôi, còn lại là phần lớn của nó rất là khác nhau. Thì như vậy là chúng ta thấy là cái về cái mặt gọi là như nào nhỉ, về cái mặt gọi là như nào nhỉ, về cái mặt transcriptional, tức là về mặt biểu hiện của gen ấy, là rõ ràng là hai cái khối u này ở vị trí rất xa nhau và thời gian xuất hiện cũng xa nhau, thì nó cũng rất là khác nhau, nó không có giống nhau lắm. Thì nếu một cái bệnh nhân thứ hai thì người ta cũng thấy là cùng một cái bệnh nhân là số 21, người ta cũng lấy hai cái tổn thương, thì hai bác này là tổn thương khá là gần nhau, một ông trên đầu gối, một ông dưới đầu gối. Thì cái ông trên đầu gối xuất hiện từ 6 tháng trước khi thời điểm sinh thiết, còn cái ông thứ hai này thì xuất hiện sau 2 tháng, thì trước 2 tháng tại thời điểm sinh thiết. Thì như vậy là cái khoảng cách thời gian xuất hiện là 4 tháng, và cái khoảng cách giữa hai cái u này nó cũng rất là gần nhau. Thì người ta thấy rằng là cái serotype ấy nó minh họa được hai cái quá trình này, nó cũng rất là tương tự nhau, mặc dù cái mật độ cell ở đây thì nó trên này nó nhiều hơn bên này một chút, nhưng mà nói chung là cái quy trình, cái đường đi của nó rất là giống nhau là cái thứ nhất. Cái thứ hai là khi mà người ta phân tích cái Venn diagram thì thấy nó share hai cái mô này, nó share tới tận 522 cái đột biến, và cái phần mà chúng nó khác nhau rất là ít. Thì như vậy là người ta thấy rằng là rõ ràng về mặt transcriptional đấy, thì là rõ hai cái u này nó khá là gần với nhau, khoảng cách gần, thời gian gần, thì số lượng đột biến xe giống nhau, tức là cái similar giữa hai cái khối u nó cũng rất là giống nhau. Bây giờ đến một cái thứ ba, đến cái thứ ba này thì hai cái u này nó xuất hiện gần như đồng thời 1 tháng trước thời điểm sinh thiết, vị trí thì không không xa nhau lắm nhưng mà đều là gần, một cái ở cổ, một cái ở mặt. Thế thì hai cái này là xuất hiện đồng thời với nhau thì nó có gì giống và khác nhau không? Thì người ta thấy rằng là nó hầu như là nó rất là hai cái ông này là nó share với nhau rất là nhiều thứ, trùng trùng khớp với nhau, hầu như là trùng khớp với nhau luôn. Thì như vậy thì với cái kết quả này thì người ta thấy rằng là cái sự không đồng nhất và cái tiến hóa của cái khối u ấy nó sẽ tăng, cái mức độ ấy nó sẽ tăng theo cái khoảng cách vật lý và khoảng cách thời gian giữa những cái tổn thương với nhau. Điều đó thì người ta sơ xét là người ta nghĩ rằng là có thể là có một cái quá trình mà người ta gọi là rất là nhiều step ấy, trải qua cái tế bào u nó sẽ cái tiến triển của cái khối u lympho tại da ấy, nó sẽ diễn ra theo nhiều step, và như vậy là những cái tổn thương mà xuất hiện ở trong cái cơ thể của người bệnh ấy là nó sẽ trải qua nhiều cái bước khác nhau. Và khi mà một cái tế bào T giả sử nó đến cái vị trí A, nó phát triển thành u, sau đó một thời gian nó lan đi cái vị trí B,
là đấy nó sẽ tạo thành, tức là nó sẽ thành một cái chuỗi đi cùng với nhau, chứ nó không chuỗi chuỗi theo thời gian, chứ nó không phải là những cái u riêng biệt xuất hiện riêng biệt. Và cái mặc dù là trên cùng một cơ thể có thể có nhiều cái hình thái, nhiều cái đặc điểm khác nhau của hai cái sinh thiết đó, nhưng mà có thể là nó sẽ từ cùng một cái gốc chung, và khi nó đến định cư tại một cái vị trí mới nào đó thì nó sẽ tiến triển thêm, nó sẽ phát triển thêm để tạo thành một cái dòng riêng ở tại đó nữa. Thì đấy là cái mà người ta nghĩ, các tác giả người ta nghĩ đến một cái giả thuyết như vậy. Ngoài ra thì bây giờ là người ta lại, đối với các bệnh nhân thì người ta tổng hợp 11 cái trường hợp mà mycosis fungoides và hai bệnh nhân mà có cái tip anaphylactic. Thì sau khi người ta phân tích cụ thì người ta thấy rằng là nó chia ra được hai cái group tế bào. Một group tế bào thứ nhất là tế bào mà hướng tâm, tên hướng tâm, và một cái group thứ hai là nó sở hữu cái tế bào T effector mà cytotoxic ấy, memory ấy. Đấy. Thì những cái trường hợp này sau khi chia thành hai nhóm như thế rồi thì người ta mới khảo sát lại cái chẩn đoán trước đó. Thì cái chẩn đoán trước đó của cái nhóm central này này, thì cái nhóm tế bào T hướng tâm này thì 100% của nó đều là cái mycosis fungoides mà có CD4 dương tính. Thế còn cái cytotoxic effector này thì nó có bao gồm cả mycosis fungoides hoặc là anaphylactic, gồm có CD4 dương hoặc là CD8 dương vân vân, thì là nó gồm cả hơi phức tạp. Thế còn cái về mặt phenotype thì toàn bộ những cái nhóm này ấy, thì cái phenotype miễn dịch của nó là như thế này, giống nhau hết. Và cái bên này ấy, thì nó cũng hầu hết nó cũng mang cái phenotype này, nhưng mà có một số trường hợp là nó có thêm cái CD45RA dương tính, một số trường hợp thì là âm tính. Thì và người ta thấy rằng trong cái nhóm central, cái nhóm T hướng tâm này thì có một nhóm các gene mà có tăng biểu hiện là những cái gene này. Thế còn và những cái gene, một cái gene, còn cái nhóm mà cytotoxic này này thì nó có một loạt cái gene này là tăng biểu hiện, thì những cái gene này ấy, nó lại nằm trong cái nhóm marker của độc tế bào, tính chất độc tế bào, tức là cái TCD8 ấy nó là có tính chất độc ấy, thì mấy cái gene này này là những cái gene mà nó bộc lộ ở những cái tế bào T mà có tác dụng độc, tức là có tác dụng giết tế bào bởi cái độc tố ở trong gọi là độc tố thì hơi quá đáng, nhưng mà bằng những cái túi mà nó có chứa những cái enzyme mà trong vỏ tương nó chút ra nó hủy hoại. Thì nói chung đây là những cái marker mà dành cho để thể hiện cái tác dụng độc của tế bào. Thì về mặt lâm sàng thì toàn bộ 100% những cái ca mà tế bào T hướng tâm này thì nó có cái phần chuyển dạng, tức là bốn cái ca mà mycosis fungoides này này thì nó có mà thể hiện cái tế bào T hướng tâm này ấy, thì nó có cái vùng chuyển dạng thành tế bào lớn ở giai đoạn đều lớn rất là muộn. Ngoài ra thêm một số cái đặc điểm khác như là về cái đặc tính như là cái trạng thái suy kiệt hay là trạng thái độc vân vân, rồi cái thang điểm mà tăng sinh thì hai cái nhóm này nó cũng rất là khác nhau. Rồi cái meta program thì cái T central này thì nó thiên về cái program mà cell cycle hoặc là metabolism, còn cái nhóm T độc này thì nó là cái liên quan đến cái quá trình con đường dẫn truyền tín hiệu và hoại hóa của tế bào. Rồi gen signature thì cái này thì rõ ràng là nó có liên quan đến cái thời gian sống thêm ngắn hơn đó, thì còn cái này thì nó không có không rõ ràng, rồi vân vân. Thì và ngoài ra cái đặc biệt là cái immune cell này, đáng nhẽ phải em tự động lên là cái central, cái nhóm central memory cell này nó lại liên quan đến tế bào B là chính. Và người ta giải thích cái cơ chế là cái T central memory này nó sẽ, bởi vì là cái tế bào U ấy nó cũng có thêm đặc tính của tế bào miễn dịch. Chính vì vậy mà cái tế bào T này nó có cái hoạt tính là nó hoạt hóa những cái tế bào B ấy, nó thúc đẩy cái tế bào U phát triển, tăng sinh. Thì do đó mà chính vì thế nên những cái tip mà central memory T cell này thường nó ở giai đoạn rất là muộn. Ngoài ra thì đối với cái nhóm T effector này này thì người ta giải thích là nó rất là liên quan đến cái macrophage type 2 ấy. Và cái này thì là nó do cái, có thể là do cái tế bào T mà cytotoxic này nó gọi là kích, nó tăng cường, nó kích thích cái sự tuyển dụng và tuyển mộ cái tế bào macrophage type 2 này đó. Thì nó sẽ cái tế bào macrophage type 2 này nó sẽ support cái sự phát triển của cái mô u này. Ngoài ra thì về cái phân tích về cái quỹ đạo tế bào thì người ta thấy rằng là đây, phân tích quỹ đạo tế bào đây thì người ta thấy rằng là ví dụ như đây là cái đầu tiên nó đều khởi phát của nó thì đều là từ cái tế bào mà effector cell nhá, thì sau một thời gian là nó sẽ tách làm hai nhánh là ung thư. Thì ví dụ như cái tip mà màu hồng ở đây thì của nó là cái T center, T hướng tâm. Thế còn cái tip màu xanh của nó ở đây thì là cái T độc. Thì nó chia thành hai nhóm như vậy. Nhưng mà người ta thấy rằng là về những cái tế bào mà clonotype này này thì ở hai cái đầu cực của tế bào này, tức là trong cái nhóm TCM này nó cũng T độc này hoặc là T hướng tâm này, cả hai chúng nó đều có cái sở hữu những cái tế bào T mà nó bị mất cái bộc lộ của cái T cell receptor này. Thế chính vì thế nên người ta mới nghĩ rằng là
Mặc dù là nó phát triển cái mô mu này nó phát triển theo hai hướng đối diện đối lập với nhau là t t hướng tâm và t độc, nhưng mà cái tế bào t loss này này nó bị loss giảm cái bộc lộ marker của t cell ấy, thì nó lại xuất hiện ở cả hai cái đầu tận của hai cái nhóm đó. Như vậy thì liệu rằng là có phải là cái tế bào t, người ta cho rằng là cái tế bào t này, cái tế bào t mà bị mất cái marker này này, có thể là nó xuất hiện ở cái giai đoạn muộn, giai đoạn cuối cùng ấy, và nó là một cái hiện tượng rất là phổ biến chứ không phải là chỉ tìm thấy ở trong cái hội chứng Serrari như ngày xưa nữa. Thì như vậy là cái tổng kết của cái phần 4 này thì người ta thứ nhất là người ta phát hiện ra được hai cái origin khác biệt của mô u tại da, ung thư u lympho tại da, đấy là T hướng tâm và T độc. Ngoài ra thì người ta cũng thấy rằng là cái mỗi một cái origin, tức là tùy theo cái nguồn gốc của tế bào T này mà nó sẽ xác định xem là cái thành phần tế bào miễn dịch trong cái mô u của nó là có thể là lymphocyte hay là macrophage 2. Ngoài ra thì người ta cũng cho rằng là cái hiện tượng mà mất cái bộc lộ của cái T cell receptor này, ngày xưa là người ta nói là chỉ có xuất hiện, chỉ được báo cáo tại cái Serrari cell thôi, nhưng bây giờ thì nó đã xuất hiện cả trong hai cái nhóm u mà không có Serrari cell nữa. Thì như vậy đây, cái hiện tượng này nó có thể nó làm cái hiện tượng khá là universal, tức là khá là phổ biến ở trong cái u lympho của da. Thì như vậy là em có một số cái kết luận từ cái bài báo này. Thì thứ nhất là đối với cái u lympho T ở da, nó thêm một lần nữa chúng ta khẳng định là nội tại mỗi cái tổn thương u và giữa cái tổn thương u là nó không đồng nhất. Cái thứ hai là có thể là các tác giả người ta cũng thấy rằng là có thể là cái quá trình tiến hóa, tiến triển của một cái khối u lympho T ở da ấy, nó sẽ trải qua nhiều step mà nó seeding, nó cấy thành những cái nhiều ổ khác nhau ở trên cái cơ thể, là trải qua cái một cái bước tiến nhiều cái bước khác nhau, song song với cái sự mà chọn lọc cái dòng tại những cái vị trí xác định đó. Ngoài ra thì cái tế bào T thì có thể là T hướng tâm hoặc là T độc effector đấy, thì nó sẽ là hai cái nguồn gốc mà khác biệt của tế bào u lympho T ở da. Và đây là, nếu mà cái này kết quả này là đúng ấy, được confirm lại, thì đây sẽ là một cái bước hoàn toàn mới, tức là một cái kiến thức hoàn toàn mới đối với cái u lympho T ở da. Cái hạn chế của cái này đó là cái sample size nó quá là nhỏ, nó có mười mấy tổng hợp đấy, tổng hợp là có 15 bệnh nhân thôi. Thế cho nên là chúng ta vẫn cần confirm lại ở một cái nghiên cứu lớn hơn. Thì đấy là về cái bài báo cáo của em về cái này. Thì mọi người có hỏi gì không ạ về cái bài báo này? Cảm ơn rất là nhiều. Cái bài báo rất là hay ha mọi người ha. Cái bài báo làm việc công phu và hay. Thích nhất là cái chỗ mà lấy mấy cái focal khác nhau đúng không? Ở nhiều vị trí khác nhau, khoảng cách, thời gian, cái đó nó một cái nó không có dễ dàng tí nào để lấy được cái mẫu giống như vậy đúng không? Thì rất là thích cái bài này luôn. Khi bệnh nhân thấy là rất khó, bây giờ thầy lấy ở ruột, ở dạ dày các thứ thì còn dễ, chứ bây giờ trên da của thầy nó liên quan đến thẩm mỹ ấy. Giờ xin thầy một miếng da để là chứng thầy có cho lấy không, để lại sẹo xấu ai muốn cho đâu. Như vậy thôi. À, sinh tí huyết còn dễ hơn sinh tí da ha. Đúng rồi ạ, vâng, nó liên quan đến thẩm mỹ ấy, thầy. Bác sĩ da liễu, giải phẫu bệnh da liễu là lương thu nhập cao lắm á, bởi vì là liên quan đến làm đẹp mà, cứ cái gì dính đến đẹp là, mặc dù giỏi thì cũng chả giỏi đâu, nhưng mà cứ liên quan đến làm đẹp là rất là đắt tiền luôn á. Rồi, đang lúc chờ đợi mọi người suy nghĩ câu hỏi thì tôi hỏi trước ha. Dạ. Ở trong đây, ví dụ như có hai cái vị trí khác nhau mà hai thời gian khác nhau như vậy, một cái có một cái cao thì vâng, mình có thể nói nó là một cái metastasis được không em? Hay là cái này nó không gọi là metastasis mà nó gọi là evolution thầy ạ. Tức là bên họ riêng của tức là riêng bên thuật ngữ bên huyết học của em ấy, ví dụ như là giả sử như u nguyên phát của em là ở dạ dày chẳng hạn nhé, một cái u lympho ở dạ dày, sau này em thấy nó xuất hiện ở trên hạch và cổ chẳng hạn, thì em chỉ có thể nói là infiltration thôi, chứ bọn em không gọi là metastasis. Mặc dù somehow tức là một cách nào đó có thể nó là cũng có nghĩa là metastasis, nhưng mà bọn em không gọi thế, mà bọn em gọi là infiltration, là xâm nhập. Cái này nó hơi đặc biệt, thực ra về mặt thuật ngữ nó hơi đặc biệt, tại vì cái tế bào lympho nó là cái tế bào của máu, thì nó gọi là nó đi lung tung trong hệ tuần hoàn á, cho nên là người ta không gọi là metastasis. Mà tự nhiên tế bào biểu mô của dạ dày thì nó chỉ ở dạ dày không thôi, nó không bao giờ đi đâu cả, thế cho nên là khi mà nó xuất hiện cái u ở đấy và nó đi di căn đến nơi khác thì người ta gọi là metastasis. Nhưng mà vì cái đặc tính của cái tế bào máu ấy thì là nó đi lung tung, nó là đặc tính vận động viên di cư mà, cho nên là em không biết vì sao người ta không dùng cái metastasis này, có thể em sẽ phải tìm hiểu. Nhưng mà tóm lại là riêng đối với huyết học bọn em thì không bao giờ dùng metastasis mà bọn em dùng infiltration.
Rồi nếu mà cái bước trị liệu á, khi mà nó có nhiều cái điểm như vậy gì đó, thì trước hết để tôi hỏi cái việc mà xuất hiện nhiều điểm như vậy thì có nhiều không hay là nó chỉ hiếm thôi? Ôi, nhiều chứ, phải phổ biến mà. Cái tại thời điểm phát hiện là nó đã, tại vì tức là cái giai đoạn sớm ấy, cái giai đoạn mà mới ở dạng vết như ban để em cái giai đoạn dạng vết ấy, là giai đoạn sớm ấy thì thường là bị bỏ qua đấy, tại vì là đây cái giai đoạn dạng vết này thì nó thường bị bỏ qua bởi vì nó có nhầm lẫn, ví dụ như bệnh gia tăng sắc tố hay là có một số trường hợp bị trông trong eczema, nhiều khi nó thế rồi nó, nếu mà nó chỉ có đơn thuần vài cái này hoặc là một số trường hợp người ta còn nhầm với cả vẩy nến vẩy neo nữa. Tóm lại là nó sẽ như cái, nếu mà chỉ trường hợp mà có một vài cái đơn độc như này thường người ta ít khi người ta nghĩ đến lymphoma lắm thôi, mà cái giai đoạn đầu lâm sàng ấy là cũng không 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 đủ tinh để có thể chẩn đoán được đâu. Cho nên mà thậm chí là khi mà sinh thiết thì cái này ra rồi đôi khi là cái mật độ tế bào u nó rất là thấp và cũng làm hóa môn miễn dịch cũng không thể khẳng định được ấy thầy. Cho nên là giai đoạn sớm này rất dễ bị miss, tức là rất dễ bị off miss, rất dễ bị bỏ qua. Chính vì thế cho nên là thường là nó khi mà bệnh nhân xuất hiện ấy, nó đã có khá là nhiều vết rồi đấy. Cho nên là và cái chính vì cái sự xuất hiện lung tung như thế này cho nên cái apply cái phác đồ điều trị cho những bệnh nhân ung thư ở da này nó cũng rất là phiền phức. Tức là có một số chỗ thì nó thoái lui nhưng chỗ khác nó lại expansion, bởi vì rõ ràng là độ vô học khác nhau thì apply không thể nào cùng một cái được. Nhưng mà đấy nó riêng cái mặt điều trị của cái này nó cũng khá là phức tạp và nó có một tỷ lệ khá là cao là kháng thuốc persistent ấy. Vâng. Ừ. Cái ung thư này thường xảy ra ở ở đau người lớn trưởng thành hay là trẻ em nó cũng có nè. Trẻ em thì hiếm lắm ạ, chủ yếu là người lớn ạ, người lớn với cả thiên về mê là đàn ông, nhưng mà thực ra thì trong cái dữ liệu của bà PI của em thì bà lại của bà lại khá nhiều phụ nữ. Mà cái này có nó có cái đột biến gì đặc trưng không em? Có nghĩa là có cái germ, có cái somatic mutation Không nào? không ạ, không ạ. Tức là nó có nhưng mà nó chủ yếu là liên quan đến cái gọi là như nào nhỉ, nó gọi không phải là germline mutation hay cái gì mà nó chủ yếu là nó liên quan đến cái chronotype của cái T cell receptor thôi ạ. Đây này để em xem lại nhé. Tức là mỗi một tip nó sẽ có những cái đột biến khác nhau, nhưng mà riêng cái mucosis fungoides là cái tip mà hay gặp nhất ấy, thì về cái mặt mà molecular của nó ấy, thì giai đoạn sớm thì hầu như lại cũng không có gì đặc biệt lắm thầy. Nó chủ yếu là chỉ có cái expansion của cái T cell receptor thôi, nó khổ chỗ đấy Như mà. vậy T cell receptor thì cái đó nó mang tính di truyền đúng không em? Tại vì những cái đó là thuộc về HLA, những cái liên quan tới cái T cell đồ á, thì cái này làm cái ung thư này di truyền hả em hay sao em? Không thể nói gì về cái vấn đề di truyền của nó thầy ạ. Dạ Nhưng vâng. Nói chung là cái u này là có rất nhiều những cái vấn đề để mình cần phải nghiên cứu, bởi vì thực ra nó cũng ít gặp, cho nên là cái dữ liệu thống kê về nó cũng chưa đầy đủ lắm ấy thầy. Đấy, rồi còn chẩn đoán còn bị chẩn đoán muộn nữa, thì cho nên là nó sẽ có rất nhiều vấn đề để ngỏ để mình có thể khảo sát ở đấy. vì nó trên da giống như vậy thì nó có liên quan gì tới cái màu da không, có sắc tộc không em? Có nghĩa là Tại da đen rồi da không vàng không thì thấy chưa thấy hiếm. có báo cáo gì về ethics cả, không có, không có về gì liên quan đến chủng tộc chủng tèo, chưa thấy ạ. Thực ra Vậy cái là hiếm quá. da như vậy thì có liên quan tới ánh sáng hay là Có cái liên quan đến sun bathing ạ, nó có những cái vùng hay gặp ở những cái vùng mà nó có tắm nắng á, phơi ánh nắng là có, cái đấy là có một ít. Dạ. Rồi, mọi người hỏi đi, đừng có ngại mọi người. Tôi phải kéo thời gian cho mọi người đó, tôi hy sinh rồi đó, tới mọi người nhảy lên đi mọi người. Dạ, chị Hạnh, chị cho em hỏi một chút ạ. Xong cái bệnh này của chị ạ, bởi vì em thấy là các cái bệnh ung thư về máu nó cũng hay có bất thường về cấu trúc lên cơ thể đấy, thì cái này họ chỉ làm để xem khi chính họ không làm những cái liên quan đến ví dụ như là trao đổi đoạn giữa các nhân cơ thể hay là Thực làm ra bạn thì nhân cái mặt cơ này thể. tức là nó không xảy ra ở tất cả các tip đâu em ạ, tức là nó không xảy ra ở tất cả các trường hợp đâu, mà nó sẽ chỉ xảy ra ở một số trường hợp nào đó thôi. Ví dụ như người ta thấy rằng là cái cytogenetic của cái một số cái ca của mycosis fungoides ấy, thì nó có cái mất cái nhiễm sắc thể mà cái 9p21 ấy. Đấy, tức là không phải ca nào nó cũng có mà nó chỉ gặp ở một số ca thôi. Ví dụ như là mấy cái ca mà large cell ấy, tức là cái tế bào mà nó chuyển dạng lớn rồi ấy, thì nó mới có những cái đột biến về cái đấy. Chứ còn không phải ca nào nó cũng gặp, nó vấn đề là nó không có cái gì typical cho từng cho cái loại tế bào này cả em ạ.
nó chỉ xuất hiện ở một số trường hợp population thôi. À, dạ, dạ vâng, ok chị ạ. À, dạ, chị với cả lúc đầu chị có nói là cái này nó cũng có một chút đặc tính liên quan đến miễn dịch ạ. Thì các cái con đường, các cái pathway mà họ đề cập đến nhưng cũng không nói nhiều đến miễn dịch lắm đúng không ạ? Dù à, không, tại vì cái này họ có thảo luận nhưng mà chị không có đưa ra cái này. À, dạ. Đến mạnh những cái thứ mà chị quan tâm thôi. Thì thực ra là cái tính chất miễn dịch đấy là chính là nó, cái bảng cuối chị có làm đó em. Chờ chị một tí nhé, để chị lấy lại cái bảng cuối cho em nhìn. Là nó có nói nhưng mà chị làm biếng, chị không muốn à, đây ví dụ như cái đặc tính về cái tính chất miễn dịch, ví dụ như đây là tế bào u, cái nhóm này là cái nhóm mà chờ xíu à, đâu nhỉ, đây thì cái nhóm này là cái nhóm mà origin của nó là tế bào từ tế bào hướng tâm nhé. Thì cái tính chất miễn dịch của nó đây này, cái tế bào hướng tâm thì tế bào u này này nó sẽ activate cái tế bào B cell ấy đấy. Đây chính là cái tính chất miễn dịch của nó đấy. Thực ra người ta có thảo luận một đoạn dài dài nhưng mà chị làm biếng á, về cái đoạn này chị không quan tâm lắm, chị chỉ quan tâm đến nguồn gốc tế bào u với này nọ thôi nên chị không có nói sâu. Nhưng mà đấy, ví dụ như trong thành phần miễn dịch của u là có tế bào B nhá, thì cái nhóm mà T mà cái tiếp hướng tâm này này, thì cái tế bào T hướng tâm mặc dù nó là tế bào u nhưng mà nó có cái chức năng là activated cái tế bào B cell. Do đó mà nó sẽ thúc đẩy kích thích cái khối u này tiến triển lên. Thế còn đối với cái tiếp mà nguồn gốc tế bào u là từ tế bào T động này này, thì cái tính chất miễn dịch của nó là gì, là nó sẽ kích thích cái sự tuyển dụng tuyển mộ của tế bào macrophage 2 ấy đó, thì đấy chính là một trong những cái tính chất về liên quan đến miễn dịch của nó đấy. À dạ vâng ạ, đấy, cảm ơn chị ạ. Còn ai hỏi nữa không? Cái chỗ cái mấy cái tế bào miễn dịch họ có đi sâu về cơ chế không? Ví dụ như có là đấy, nó họ giải thích cũng nói chung họ cũng nói khá khá nhưng mà chị tóm lại là chị cũng không quan tâm lắm ấy, chị chỉ quan tâm đến mỗi nguồn gốc với cả này nọ thôi. Đối với thằng làm u như chị thì chị quan tâm đến có tế bào gì để điều trị thôi. Còn cái kia thì cũng để ý nhưng mà kiểu chị cũng không đọc kỹ ấy. Đấy là chị tóm tắt cái bảng này, chị tóm tắt lại chứ còn nó biết dài lắm á. Giữa hai cái nhóm này này nó lải nhải đâu có hơn trang, mà chị tóm lại nó chỉ có cái bảng này, có hai cái bảng này. Cái bảng này là một bảng, chị tóm tắt lại chứ còn nó biết dài lắm. Còn ai nữa không? Có ai hỏi nữa không? Tôi nghĩ là cái bài này là một cái bài ví dụ rất là tốt để cho Xuân viết cái story cho Xuân ở bên cái bài của Xuân. Dĩ nhiên là cái data của Xuân nó theo một cái khác đó, nó không có giống như vậy, nhưng mà mình viết bài cũng muốn viết theo cái hướng như vậy gì đó, cái nguồn gốc đúng không? Làm sao để cho cái evolution của một cái từ cái tế bào bình thường của cái gan đường mật mà nó thành cái tumor, đúng không? Mình muốn coi thử coi là nguồn gốc cái evolution nó như thế nào. Nhưng mà tôi thấy người ta cái data sao mà đẹp quá. Cái của tôi Bắc Kinh mấy thầy ơi, Bắc Kinh á. Tác giả từ đại học Bắc Kinh ạ. Còn cái data của tôi với Xuân làm á, vẽ ra không có đẹp như vậy. Thì không biết làm sao, mà người ta sử dụng Infer CNV, tụi tôi còn sử dụng cái mới hơn, là cái copycat nó còn tốt hơn, mà ra kết quả nó cũng không đẹp, không biết là như thế nào. Thì Xuân em thử coi cái bài này nha Xuân hả, để mình... Dạ dạ, em sẽ đọc với tìm hiểu kỹ hơn để xem mình có apply được gì cho bài của em. Em thấy cũng hay quá. Dạ. Nếu mà thầy với các bạn không hỏi gì thêm nữa thì tại vì có bạn Quyền... có khả năng là bạn ấy muốn xem về cái project này đúng không thầy? Cho nên là em sẽ trình bày thêm vài cái slide về cái project cutaneous lymphoma này ha thầy. Em thấy sao Quyền? Em có nắm được chút xíu gì không Quyền? Dạ em có nắm được một phần nào đó thầy, chứ không, hết thì em không nắm được. Nắm được hết thì là bất thường ạ, không nắm được hết thì mới là bình thường nha em. Đúng thầy. Mừng rồi ha, có nghĩa là em nhận được mấy cái chữ viết tắt ở trong đây thì tôi cũng là mừng lắm rồi. Rồi mời Hạnh tiếp tục đi em. Dạ, thì cái vì là em chỉ tóm tắt lại một số là như vậy, chúng ta thấy là về cái mặt hình thái học của cái u lympho ở da ấy, thì chúng ta thấy là nó có cái tính không đồng nhất. Chỉ là lỡ nhé, bỏ cái này. Tóm lại là cái tính không đồng nhất của cái u lympho T ở da thì đầu tiên là về cái mức biểu hiện lâm sàng này đúng không? Chúng ta có thể thấy nhiều những cái tổn thương trên da này, rồi có thể nhiều một tổn thương ở nhiều cái giai đoạn khác nhau, thì đấy là về cái heterogeneous, về mặt biểu hiện lâm sàng. Cái thứ hai là về mặt hình thái học, biểu hiện hình thái học thì tế bào u thì nó ở những cái đa dạng rất khác nhau về kích thước và hình thái. Ngoài ra thì về cái mặt vi môi trường thì nó cũng rất là khác nhau từ cây này sang cây khác. Thế thì
Ngoài ra thì cái cho đến cái thời điểm hiện tại là cái chuyển được chuyển dạng tế bào lớn ấy, thì cái cơ chế nằm dưới nó là cái gì cũng chưa ai biết cả. Thì như vậy là với cái đặc tính của tế bào của cái mô u lympho ở da như thế này ấy, thì em thấy rằng là cái single cell RNA này nó rất là phù hợp. Tóm lại là cái single cell, kỹ thuật single cell trên quần sinh ấy, nó cực kỳ phù hợp để nghiên cứu những cái u lympho ở da này. Thì thực ra các tác giả, có một số tác giả người ta đã làm về single cell RNA rồi. Thế và như cái nghiên cứu này là nó 15 ca này, thực ra những cái điều mà em muốn làm, em muốn suy nghĩ ở cái thì bài cái ca này người ta đã làm hết rồi. Tất nhiên là cái số lượng thì nó rất là ít thôi. Thế thì em đang tính là thuyết phục cái bà giáo, bà PI của em ấy là làm cái single cell ataxic để xem như thế nào. Thì sau đó là mình có thể kết hợp cái dữ liệu ở đây với kết hợp dữ liệu của người ta đã có trước, thì em đoán là có khi vài tháng nữa thôi là sẽ có thêm một mớ đáng kể những cái nghiên cứu về single cell RNA của cái cutaneous lymphoma này ấy. Thì nếu mà mình làm, nhưng mà hiện tại chưa có bất kỳ một báo cáo nào liên quan đến single cell ataxic của cái cutaneous T cell lymphoma cả. Thì em đang tính là em sẽ nói với bà ấy là xem mình có thể làm, bọn em bên lab của em sẽ làm cái nghiên cứu này này, sau đó là mình sẽ tổng hợp những cái nghiên cứu mà của single cell RNA phía trước này, xong mình kết hợp hai cái bộ dữ liệu với nhau nếu có thể. Thì đấy là cái em đang tính là như thế, nhưng mà em tại vì tuần vừa rồi bà ấy bị covid thì bà ấy lại ở nhà, thế em cũng chưa có thảo luận được thêm. Thì em nghĩ là nếu mà thế thì trước mắt là mình cứ tổng hợp những cái nghiên cứu về single cell RNA trước đã, rồi mình làm mình phân tích xem có được cái gì mới không. Thì cái câu hỏi thứ nhất là em sẽ tìm, hiện tại như lần trước em tìm là mới được 3 cái dataset, em sẽ tìm xem nó có thêm cái nào mới chưa. Thì nó có những cái dataset của nó gồm có mycosis fungoides này, Sézary syndrome là cái mẫu PBMC, cái mẫu máu tế bào trong máu. Thế còn cái nghiên cứu khác là hai cái bộ tại dataset này là từ skin. Thế thì cái phương pháp của nó thì đều là single cell sequencing có kết hợp với cái thằng TCR profiling này. Ngoài ra được có thêm MASIC2 là của cái ca em vừa báo cáo xong đấy nữa. Ngoài ra thì chúng ta có thêm 5 cái study mà không có raw data, thì em nghĩ cái này chắc phải loại đi, bởi vì hầu hết mấy cái nghiên cứu này đều public trên cái Frontier ấy, là cái nghiên cứu mà chả cần đến mà cái concern của bệnh nhân, em không biết là có nên tin tưởng hay không. Thì thực ra là 5 cái ca này thì nó chỉ là 5 cái case report thôi. Thì mình thứ nhất là mình cũng không thể nào lấy được cái raw data của nó, thì chắc là thôi mình loại ra. Thì sau này em sẽ tìm thêm, có khi em nghĩ là 1-2 tháng nữa có khi nó thêm một mớ đáng kể những cái mới. Thì cái câu hỏi nghiên cứu của em khi mà muốn làm cái meta analysis này thì về thứ nhất là về cái tiến hóa của u, thì một lần nữa là mình có thể kết hợp các bộ dữ liệu, liệu mình có thể khẳng định được thêm là về cái nguồn gốc của tế bào u hay không. Thứ hai là cái cơ chế về của cái chuyển dạng tế bào lớn như thế nào, rồi liệu có tìm ra được cái marker nào cho cái chuyển dạng này hay không, rồi ngoài ra là liệu chúng ta có thể tìm được cái marker mà để phân biệt cái tế bào T lành từ khỏi tế bào T hoạt hóa hay không. Rồi cái riêng về cái microenvironment ấy, thì tại vì cái dữ bộ dữ liệu kia ấy, nó cũng có dữ liệu về cái fibroblast với cả endothelial cell, nhưng mà họ không có đào sâu về phân tích hai cái tip này. Nhưng bản thân em thì em quan sát về trên mô bệnh học thì em thấy là cái tổn thương lympho da này nó có, đặc biệt là cái giai đoạn sớm và giai đoạn vừa vừa là nó có cái tổn thương quanh mạch rất là rõ ràng và nó rất là separate khỏi những cái tổn thương khác. Cho nên em đang nghĩ là với cả theo những cái kết quả của cái nghiên cứu mà em vừa báo cáo xong ấy, thì rõ ràng là tế bào u nó ship, nó cấy những cái ổ, thì rõ ràng nó phải đi theo vòng tuần hoàn nó cấy. Thì như vậy là có thể là cái vai trò của cái tế bào nội mô với cả tế bào fibroblast ở đây đối với cái mô da trong cái mô u nó sẽ rất là quan trọng, và chắc chắn là nó sẽ có một cái vai trò gì đấy mà mình cần phải khám phá thêm. Bởi vì rõ ràng ở cái giai đoạn sớm ấy là phần lớn cái thành phần tế bào u nó chỉ có vây quanh mạch thôi, chứ nó chưa có lan tỏa sâu vào trong cái mô xung quanh đâu. Đấy, thì đấy là cái quan sát của cá nhân em về cái mặt hình thái học, thì em thấy là như vậy. Nhưng em không hiểu tại sao mà đến hiện tại người ta vẫn chưa đào sâu về cái mối quan hệ này, thì em không biết vì sao, nhưng mà em nghĩ là mình cũng thử khảo sát về cái bảng đó xem có gì đặc biệt không. Thế thì về cái mặt mà kết hợp với sau khi mà mình có cái bộ dữ liệu training này rồi ấy, thì cái việc mà liên kết với các bệnh viện ở Việt Nam này thì em đã hỏi các bác sĩ ở Việt Nam thì cũng đã ok rồi. Tuy nhiên là cái bà PI của em thì hiện tại bà kêu là tao cần thêm thời gian để suy nghĩ. Tóm lại là thế, cho nên là em nghĩ là mình cứ làm cái kia trước đi, mình phân tích, và nếu mà kết quả nó ok thì có thể là sẽ dùng luôn cái bộ, nếu bà PI của em đồng ý thì mình có thể dùng luôn cái bệnh nhân ở đây để mình phân tích, mình làm thêm những cái kỹ thuật mới, còn không thì mình làm ở Việt Nam. Nhưng mà cái bước này thì em nghĩ chắc cũng phải mất độ tầm 1 năm, mà lúc đấy chắc em cũng bye bye chỗ này rồi, thì mình làm chả ảnh hưởng đến bà cả, bà ấy có cũng không có cấm được nữa, vì lúc đấy em đi chỗ khác rồi. Thế cho nên là em cuối cùng là em vẫn nghĩ là mình nên làm cái này cho dù bà ấy có đồng ý hay không ạ. Ủa nhưng mà cái này bệnh hiếm như vậy thì ở Việt Nam em có thử hỏi là có nhiều mẫu không Hạnh? Cũng khá khá đó thầy,
chỉ có điều là phân tiết ra thì không biết là được bao nhiêu thôi, bởi vì u lymph ở da thì ở Việt Nam thì không ít, nhưng mà nó còn có tế bào T, tế bào B rồi này nọ, nó có nhiều tiết lắm thầy. Thì thực ra là có một cái may mắn là cái viện da liễu này này, nó là cái viện trung ương và bệnh nhân cứ u cục gì là tống hết về đây, u của da ấy. Thành ra là mặc dù tỷ lệ bệnh nó trong cả nước thì nó không phải là cao, nhưng mà tập trung ở viện da liễu với cả tập trung ở viện máu này này thì rất là nhiều. Cho nên là em nghĩ là số lượng chắc cũng ngon lành cảnh đào để cho mình làm á thầy. Có tiền để làm hay không thôi. Dạ vâng. Đấy thì đấy là cái sơ lược về cái dự án, em nghĩ là sẽ mình sẽ làm một số các câu hỏi nghiên cứu như vậy, sau này có những cái câu hỏi phát sinh hoặc là tìm thêm được cái gì thì mình tính sau, thì đấy là cái sự hướng ban đầu của em là như vậy. Thì update cái technology ở đây chút xíu, em quay lại cái slide mà cái chỗ mà cái ataxic với lại single cell anaxic luôn á, thì bây giờ cái technology là người ta làm hai cái này cùng một lúc luôn em. Vâng, em cũng thấy bảo thế, nhưng không biết có đắt không thầy? Tại vì cái giá cả của nó thì bảo đảm là đắt hơn em làm riêng từng cái. Đó, nhưng mà nó không phải đắt gấp đôi. Em hiểu không? Thế nhưng mà cái số lượng tế bào thì sao thầy? Hay vẫn bằng đấy số lượng luôn? Có bị tăng số lượng tế bào không? Không có tăng số lượng tế bào, vẫn bằng cái cũ thôi. Nhưng mà khi mà giải thì người ta làm library prep ở trong cái từng cái cell á, là làm cả hai cùng chung một cái luôn. Thì ở Gavin nó một cái sản phẩm giống như vậy á, thì nó quảng cáo cho mọi người, tôi nghe được thì nói là kết quả ra rất là ổn là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là khi mà làm luôn hai cái như vậy á, thì nó correlation với nhau đó, có nghĩa là ngay chỗ đó nó open chromatin thì cái gene ngay chỗ đó nó expression cao vậy đó. Dạ. Tại hôm trước em cũng vừa đọc một cái bài về miễn dịch mà liên quan đến single cell ataxic ấy, nó phát hiện ra thêm mấy cái subtype của cái TCD8 hay lắm thầy. Thế cho nên là sau đó nó cũng có kết hợp với cái single cell RNA của một cái tập dữ liệu khác ấy. Nói chung cái bài báo nó rất là hay, mà em thấy là nếu mà mình kết hợp được trong cái này, làm được cả cái single cell ataxic với cả single cell RNA cho cái quần thể mà T cell lymphoma này, thì em nghĩ cái kết quả sẽ rất là ấn tượng đấy. Nếu mà số lượng cơ mẫu của mình nó đủ lớn rồi là làm được. Nếu mà tại em cũng đọc ở trong cái bọn Phoenix Genomics thì đúng là nó có cái kỹ thuật đấy, nó làm cả hai cái cùng một lúc, nó có bảo thế, nhưng tại vì em cũng không biết là cái hiệu quả thực tế của nó có tốt không, em đâu có biết đâu. Thế em ở đây em tính hỏi thầy xem thế nào, nếu mà thầy có kinh nghiệm là này kết quả nó tốt thì để em tuân thủ cái bà kia bà làm, tại vì bà ấy không có kinh nghiệm nhiều về mấy cái high throughput sequencing đâu thầy. Cho nên là muốn thuyết phục bà đấy, em nói hôm nay xong là một tuần sau em lại nói lại lần nữa, một tuần sau nói lại thêm lần nữa, thì cuối cùng bà sẽ đồng ý thôi. Rồi, thì Quyền, nếu mà em muốn làm thì em phải học từ từ em, chứ không phải cái đụng cái là em làm được một cái bài hoành tráng hoặc tá tràng giống vậy đâu. Một cái bài giống vậy là người ta làm 4-5 năm đấy em, chứ không phải như là 1-2 ngày đâu em. Đó. Em phải học từ từ. Thí dụ như em học 6 tháng, giống như ở đây Xuân nè, em cũng chắc là của tuần gặp Xuân rồi đúng không? Học chung bộ môn, học chung khoa, thì Xuân cũng phải học với tôi cũng cỡ. Tôi nghĩ là Xuân, em học với tôi bao lâu rồi em? Gần 1 năm rồi đó thầy. Mình không có sống đây đâu. Bởi vậy là em phải học từ từ với Quyền, chứ không phải là một cái đùng là mình biết được hết đâu em ha. Đó, nó có nhiều cái phải học. Rồi, một cái bài rất là hay, cảm ơn Hạnh rất là nhiều ha. Cảm ơn mọi người. Không biết tuần sau là có anh chị em nào đăng ký nói không? Tuần sau á mọi người. Cảm ơn Lan Hương nữa, cái bài Lan Hương cũng rất là hay. Tôi nghĩ là